vào đêm trong máu một cô bé với con gấu bông chứa đầy huyết lệ đang nhẹ bước trên đường lớn đôi chân của nàng bị đóng những cây đinh lớn máu không ngừng từ đó mà dì ra cô bé dừng chân trước một ngôi nhà bằng gỗ lớn trong đó có hai vợ chồng trung niên đang ngồi ăn cơm người phụ nữ có vẻ lo lắng chồng á à ăn nhanh đi lâu lắm rồi không hoạt động buổi tối cứ cảm thấy bồn chồn thế nào ý người đàn ông mải miết ăn cơm do chúng ta chỉ mở đèn một lúc thôi không đen đuổi tới vậy chứ quỷ khí phục sinh quỷ vật tràn lan chúng ta rất lâu rồi không được ăn một bữa cơm đàng hoàng rồi người phụ nữ thở dài đúng vậy thế giới này lúc nào mới thái bình đây bỗng có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào hả đêm khuya thế này rồi còn có ai nữa bà nhìn qua lỗ mắt mèo thấy một cô bé nhỏ người đàn ông tò mò vợ à ai ngoài đó thế là một bé gái nhìn thì chắc còn nhỏ tuổi có thể là con cái nhà ai chạy ra ngoài rồi người đàn ông tốt bụng nói đêm khuya như thế bên ngoài rất nguy hiểm hay là cho con bé vào đi người phụ nữ đồng ý cũng được rồi bà đưa tay mở cửa vừa hé mở cánh cửa thì cô bé đã biến thành ác ma đôi mắt đỏ kè và nước dãi chảy không ngừng lao vào nhà sáng hôm sau tv đưa tin những ngày gần đây những căn hộ ở khu vực thành nam liên tiếp bị quỷ vật tấn công đồn cảnh sát trừ tà đã phát cảnh báo nghiêm trọng kêu gọi các cư dân không nên ra ngoài buổi tối nếu như phát hiện tình huống bất thường ngay lập tức liên hệ với cảnh sát chàng trai mặc bộ đồ bệnh nhân chăm chú ngồi xem còn những người cạnh cậu có vẻ chẳng có gì là quan tâm đến những gì tv đưa tin có người nằm người thì ngồi người nhảy người chạy cậu ta còn cầm chiếc dép hình thú giả vờ là cái điện thoại nghiêm túc mà nói vào đó chào đại cát tôi là người ngoài hành tinh đặc vụ hàng quỷ tổng bộ cử tôi tới để bảo vệ trái đất nhưng mà trái đất đang gặp rất nhiều nguy hiểm nhân loại đang bị một thế lực không rõ ràng uy hiếp là một chiến sĩ vĩ đại nhất tinh cầu tôi nhất định phải mau chóng hành động nói rồi không quên phanh ngực để lộ sách vở kẹp bên trong 5 năm cao khảo 3 năm mô phỏng cậu ta nhảy từ trên ghế xuống rồi lập tức chạy ra ngoài cô y tá gọi với theo trần trác trong thời gian xem tivi không được chạy lung tung cậu ta cũng chẳng mấy quan tâm chạy dọc hành lang không quên gọi vào chiếc dép động động yêu gọi tổng bộ động động yêu gọi tổng bộ chỗ này có tình báo như lại tuyệt vọng mà nghĩ giống như lúc trước động động yêu vẫn một mình không ai cứu giúp động động yêu phải một mình giải quyết nguy cơ này thôi nếu không thì loài người sẽ bị diệt vong nghĩ rồi nhảy ra khỏi cổng bệnh viện tâm thần cậu ta ngã chồng vó trong sân ai ia à ui dập đầu chảy máu mũi những bệnh nhân xung quanh cũng chẳng hề quan tâm thương tích của cậu ta mà hớn hở a à hu hú, hú bịch bịch tiệc đã mở mở tiệc thôi đêm khuya trần chắc bây giờ đã lên giường đi ngủ bỗng cậu ta mở bừng mắt ngồi dậy múa võ dọa cho tên bên cạnh hết hồn là ai dám đánh ngất chiến sĩ tinh cầu cao quý động động yêu không ai đánh cậu hết là cậu tự ngã mà cậu ta chỉ tên bên cạnh ai đang nói chuyện thế kình thiên trụ là cậu sao người bên cạnh tuy cũng là bệnh nhân nhưng bị trần trác làm cho choáng váng người ta người ta mới không có nói chuyện a à. giọng nói đó lại vang lên là tôi một chất nhảy màu xanh bò ra từ ngực trần trác biến ra thành một con ma màu xanh nó còn không quên nháy mắt với cậu ta chúc mừng cậu người được chọn được tôi một vong linh cao quý nhất lịch sử chọn chúng kiếp trước cậu nhất định đã tích được rất nhiều đại đức chỉ có một nguyên nhân tôi đã mất đi cơ thể của mình Tần ký sinh trên cơ thể của một người có tinh thần mạnh mẽ còn cậu người có sức mạnh tinh thần khác với người bình thường nó chỉ vào trần trác chính cậu rồi cậu chính là người hầu của tôi đương nhiên tôi sẽ không tự tiện sử dụng cậu tôi sẽ cho cậu sức mạnh để chống lại ma quỷ trần trác lại chẳng hề quan tâm đến lời nói của nó mò mò dưới giường tôi thật không hiểu nó hy vọng gì ở một người điên nữa này này cậu đang làm gì thế có đang nghiêm túc nghe tôi nói không ai ngờ trần trác nhặt chiếc dép lên tát đốc vào mặt nó con mũi đáng chết cút đi đừng cản ta hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt vong linh tức giận đau cậu thần kinh sao người ta thần kinh mờ trời ơi đọc dùm nó bệnh nhân tâm thần đi kìa cậu dám đánh tôi cậu có biết tôi là ai không tôi chính là người đứng đầu thế giới này người tu luyện thế hệ đầu tiên nhưng nó lại cảm nhận được sự hiện diện của một thứ khác ở đây hề không tốt có thứ gì đến rồi cậu bạn giường bên chảy rãi tùng lung vô tri mà hỏi động tĩnh gì thế ở bên ngoài đang luyện giọng sao hai người áp mặt lên cửa kính đừng chen để tôi xem ai hát mà khó nghe vậy một nữ quỷ bò dọc hành lang phát ra tiếng động vô cùng khủng bố sáu mắt nhìn nhau cậu bạn kia ân cần hỏi mới đến sao trần chắc đáp không biết ô chắc là người mới cậu bạn kia lại khen tiểu khuê nữ trong thật đặc biệt vong linh thấy hai tên ngốc này quá vô tri liền giải thích đây là nữ bạt là nô quỷ nhị giới khi chết đuối trong nước lạnh cơ thể không bị thối giữa nhưng linh hồn sẽ bị giam cầm biến thành quỷ bạt ban đêm đi tìm thức ăn cô ta tới là để ăn cậu đó trần chắc lại chẳng mảy may quan tâm này người mới đến đêm rồi còn a à a à cái gì mà a à bây giờ là thời gian tu luyện yên tĩnh nhất định không được các y tá tỉ tỉ thăm khám thường xuyên rồi nữ quỷ lao đến vong linh lập tức gọi mau tránh ra nữ quỷ lao vào phòng trèo lên giường trần trác cô ta với bộ dạng vô cùng khủng bố nước nhỏ tông tông lao tới cậu trần trác tháo dép ra tức giận nói thế mà đổ đầy nước đen lên giường rồi nói rồi dùng chiếc dép và bay con nữ quỷ hôm nay là phiên lão tử trực nhật đó nữ quỷ bị cậu trực tiếp và bay ra khỏi phòng ta không cần biết ngươi là người mới hay không đến đây rồi thì phải hiểu quy tắc nữ quỷ run dẩy mà đứng dậy nước vẫn nhỏ ra không ngừng trần chắc thấy vậy tức giận lao tới ô phải nói mấy lần nữa nói rồi và đôn đốp vào mặt nữ quỷ ta trực nhật ta trực nhật cậu tỏa đầy sắc khí nó với nữ quỷ đang run rẩy dưới chân mau lau sạch cho ta nghe rõ chưa nữ quỷ run rẩy mà gật đầu ở đầu bên kia của camera treo trong phòng thế mà lại có ba người đang quan sát người nữ chỉ vào màn hình nói cậu ấy cậu ấy thế mà lại có thể đánh lại quỷ vật một người khác cũng lên tiếng Qua kinh người rồi cậu ấy cậu ấy có thể dùng tay không để đánh bại nữ bạt đó nó chính là nộ quỷ cấp cao đó trong màn hình lại phát ra tiếng nói của bạn phòng trần trác trần trác cô ta nghe lời cậu như vậy có thể để cô ta giặt tất được không không vấn đề gì cả quân nữa người đàn ông đang ngồi thấy vậy liền đáp không cần đâu vừa đáp vừa lấy khăn chấm nước mắt yêu yêu ta có thể sẽ lập công rồi đây là cục trưởng chu ái quốc của cục cảnh sát trừ tà vạn lần không ngờ tới ta có thể phát hiện một xã sinh tu sĩ ông ta hứng khởi mà đứng lên ta quyết định rồi ngày mai toàn đội xuất phát tới bệnh viện tâm thần thanh sơn nhân tài này tuyệt đối không thể bỏ qua ngày hôm sau ba người đã có mặt tại bệnh viện tâm thần thanh sơn cô gái vui vẻ nói với viện trưởng lý thanh sơn tình hình chính là như thế vì vậy chúng tôi muốn gặp trần chất đó ông ta đáp tôi hiểu rồi được thì được nhưng mà chờ khi mọi người gặp được sẽ rõ viện trưởng đứng trước cửa phòng nói với mọi người nhưng mà cục trưởng ông không thể vào ông dáng người cao lớn lại còn cảnh phục có sức hút nghiêm trọng sẽ tạo áp lực cho bệnh nhân không có lợi với việc giao tiếp cục trưởng ngạc nhiên Hả ông nói tôi thu hút ư ừ. viện trưởng mở cửa phòng hai vị khác mời đi bên này sau khi hai người bước vào phòng viện trưởng liền chỉ về phía thanh niên nằm ngủ ườn thây cậu ta chính là trần chắc ư ừ. đúng vậy chính là cậu ta viện trưởng lai lai trần chắc tỉnh lại có hai cảnh sát viên tới từ cục trừ tà tới thăm cậu cục trưởng ló đầu vào quan sát căn phòng sạch sẽ vậy sao cục trưởng nhớ lại việc đêm qua vui vẻ trong lòng đây đều là do nữ quỷ đêm qua dọn dẹp đó không hổ là người có thể trị quỷ còn có thể chế ngự đối phương trần chắc tôi quyết định rồi cậu chính là người tôi cần ai ngờ trần chắc bị đánh thức cậu ta liền mắng tiểu nhân ti tiện đêm qua não tôi bắt đầu có rất nhiều âm thanh hỗ độn có phải do ngươi làm không nhất định là ngươi tên nhóc này còn không quên ôm lấy tay viện trưởng coi như xương mà gặm ông cũng bất đắc dĩ nói với đám người lần này các người nhìn thấy rõ rồi chứ cậu ấy chính là một kẻ tâm thần nặng chắc hẳn hắn cũng không rõ bản thân đêm qua đã tiếp xúc với nữ bạt đó. Cảnh sát ca ca gãi đầu suy luận, những đêm qua cậu ấy rõ ràng đã đánh bại nữ bạt đó, cậu ta có lẽ nào là người hai nhân cách, lúc tỉnh rồi thì lại biến thành một lãnh đạo, viện trưởng đính chính, không hề có kiểu giả định đó mọi người đọc nhiều chuyện quá rồi sao. Cảnh sát ưu ưu liền tiến tới, vẫn là để tôi tới hỏi xem sao, xin chào Trần Chắc tôi là cảnh sát của sở cảnh sát trừ tà, cậu còn nhớ đêm qua có chuyện gì xảy ra không? Trần Chắc thấy nữ cảnh sát vô cùng xinh đẹp thì lập tư nhả tay viện trưởng ra, đêm qua ư, ưu ưu cười nói, ồ đêm qua vong linh ở trong người cậu thế mà phát hiện có điểm bất thường ách cô nương này khí tức không đúng lắm tôi xem xem có chuyện gì nó phát hiện ra cụ cụ đáng tiếc rồi vị cô nương này tiếp xúc với âm khí trong thời gian dài ung thư vú giai đoạn cuối Trần chắc nghe vậy liền vươn tay ra hai quả bóng nhỏ trước ngực cô hình như bị bệnh rồi mau tới đây tôi xem giúp cô Yêu ưu bị dọa sợ á lưu manh ca lập tức tiến tới nay cậu muốn làm gì viện trưởng liền túm lấy cổ áo xách cậu lên thật xin lỗi thật xin lỗi cậu ta chính là như thế căn bản không có khái niệm nam nữ không phải cố ý mạo phạm đâu cục trưởng choáng váng không không phải chứ cậu ta lẽ nào cậu ta thật sự bị thần kinh bốn người sau khi gặp trần chắc liền đi ra cổng cục trưởng tuyệt vọng mà hỏi viện trưởng lý trần chắc này bình thường không có biểu hiện nào khác thường sao ách nếu phải nói thì viện trưởng nhìn vào mấy bệnh nhân đang ở ngoài sân người ở chỗ chúng tôi không ai có biểu hiện bình thường cả nhưng cậu ta gần đây cứ nghĩ mình là người ngoài hành tinh còn thường tháo giày để liên lạc với tổng bộ chuyện này lúc trước chưa từng xảy ra cục trưởng ngạc nhiên người ngoài hành tinh Ừm có lẽ bởi vì tháng trước trong viện có tổ chức cho mọi người xem phim điện ảnh về người ngoài hành tinh khiến cậu ta. Tại căng tin, cục trưởng và hai cảnh sát đang đi ăn trưa, yêu yêu hỏi cục trưởng, cục trưởng tiếp theo chúng ta nên làm gì? Cục trưởng nhìn vào đĩa thức ăn thẩm mỹ, á à, sư phụ cho tôi nhiều thịt chút đi tôi vừa nãy đã tiêu mất vài đồng rồi, mở miệng nói, thật không dễ dàng mới phát hiện được nhân tài này, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua chúng ta phải chờ xem muốn đi cũng phải mang cậu ta theo, lại nhìn về phía trần trác đang hớn hở, IE, yeah, hôm nay cũng là món thịt mà tôi thích ăn nhất đồng đồng yêu báo cáo xin tổng bộ cho thêm vài miếng thịt nữa nói với hai người còn lại đi thôi chúng ta cũng tìm chỗ ngồi đi vong linh trong cơ thể cũng bắt đầu nhận ra cậu ta có vấn đề trời thì ra não cậu thật sự có bệnh a à hay là tôi chỉ khỏi bệnh tâm thần cho cậu trước đừng chỉ ăn thế chứ bỏ đi nữ bạt đêm qua không săn mồi thành công đêm nay nhất định sẽ lại tới bảo vệ tính mạng của tên nhóc này trước đã vong linh liền biến ra một lá bùa cho cậu một lá phù chú địa tạng trừ ma trần chắc thấy lá bùa trước mặt thì lập tức đánh rơi miếng thịt đang gấp cậu ta cuống cuồng a à, thịt nữa này mất rồi trò chơi gì thế dọa mình rồi vong linh cũng cạn lời với cậu ta quên biết một tên tâm thần khó mà cậu ta lại bóp lá bùa thành cục giấy ném ra sau thế nào mà lại ném trúng bát của cục trưởng ca ca tức giận gầm lên là ai dám đánh lén cục trưởng của chúng tôi ra đây cho tôi cục trưởng trấn an cậu ta ha tôi không sao mau ngồi xuống đi đừng lo lắng như thế cô cũng không xem xem đây là nơi nào sao có thể đánh nhau được cục trưởng thở dài phán đoán ha nữ bạt chính là không cảm nhận được nỗi đau mà cũng chính là nói trần chắc không hề khiến cho nữ bạt đó bị thương đêm nay cô ta nhất định sẽ lại tới buổi chiều chúng ta không đi nữa ở bệnh viện tâm thần này phối hợp cảnh lực bố trí nhật quang trận phải bắt được nữ bà đó hai người đồng ý ưng ừ, thủ hạ đã rõ cục trưởng yên tâm bọn họ liền di chuyển đồ đạc vào bệnh viện nào 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 cẩn thận chút đừng làm vỡ thiết bị thùng này chuyển tới cửa lớn tay chân nhanh nhẹn lên chút nắm bắt thời gian đi bên này cục trưởng bệnh rộn chỉ đạo mọi người đằng kia trần trác lại vô tư nhảy nhót y tá phải đuổi theo gọi cậu ta trần trác cậu ta lại lột sạch áo quần mùa hè tới rồi tôi muốn đi bơi nói rồi nhảy vào đám cỏ biển lớn a à, toàn là nước ha 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 cục trưởng lại còn thấy cậu bạn cùng phòng của trần trác nhặt tất của cậu ta lên đưa lên mũi hít hà như mùi thần dược còn không quên nhét nhét cất vào túi quần ông cũng cảm thấy xa mạc lời has con đường lập công của mình sợ rằng còn xa lắm đêm khuya nữ bạt kia y như dự đoán lại tiến đến một lần nữa nhưng qua màn hình bọn họ lại thấy có hai người cục trưởng không đúng a à sao lại tới hai người cục trưởng lo lắng hỏng rồi đây không phải nam bạt sao nó luôn nằm trong top 10 những con quỷ nguy hiểm nhất trong văn phòng thành phố chúng ta là nộ quỷ cấp hai lợi hại nhất hắn nhất định tới báo thủ cho nữ bạt đó nói rồi chỉ về phía cảnh sát đứng ở cửa phân phó nhật quang trận căn bản không thể chặn được nam bạt đó mau tới hiện trường chặn bọn chúng lại điều thêm người bảo vệ trần trác mau đi ông tức giận đập bàn sơ ý rồi trần trác vô dĩ muốn bắt nữ quỷ đó mới mời cậu gia nhập với chúng tôi như hiện tại ngàn vạn lần cậu đừng xảy ra chuyện nhé hai con quỷ bước vào trận pháp của cảnh sát nữ quỷ bị thiêu đốt đau đớn mà gào thét nhưng con nam bạt lại mở miệng hét lên khiến trận pháp hoàn toàn bị vỡ vụn trong chốc lát hai con quỷ tiến tới phòng trần trác cậu cũng cảm nhận được chúng liền mở mắt ra cười nói cuối cùng các người cũng tới trần chắc nhìn nam bạc trước mặt cùng với nữ quỷ cậu lại chẳng hề mảy may quan tâm đến chúng chỉ tò mò mà nhìn ra cửa hả đồng nghiệp ngoài hành tinh của tôi đâu rồi tổng bộ không phải nói rồi đêm nay sẽ phái một đặc công dũng cảm đưa đồng đồng yêu về nhà sao cậu ta trực tiếp coi hai con quỷ thành không khí luôn chạy đến một góc lấy dép lên thầm thì đồng đồng yêu gọi tổng bộ người tới đón tôi vẫn chưa tới có phải giữa đường gặp chuyện rồi đồng đồng yêu gọi tổng bộ hú hú cậu ta tức giận ném dép xuống nền nhà cái đục chỉ về phía nữ quỷ sao lại là cô nữa hả phá hỏng chuyện tốt của tôi nữ quỷ vẫn còn ám ảnh về những cú đánh của cậu ta run rẩy mà khép nép sau nam bạt vong linh liền giữ lấy tay cậu ta nay cậu yên lặng chút đây chính là nam bạt nộ quỷ cấp 2. lợi hại hơn nữ bạt đó nhiều lắm nam bạt liền há cái mùng của nó phóng ra một loạt chất nhầy màu đen vong linh giúp cậu đỡ một số chất nhầy gọi cậu trần trác bây giờ cảnh sát ca ca cũng chạy tới bắn vào người nam bạt không quên thông báo cho cục trưởng cục trưởng tôi đã tới hiện trường trước mắt không có thương vong xin ra lệnh cục trưởng ở đầu bên kia ra lệnh bắt lại chúng đã rõ Kaka đưa theo một đội cảnh sát vũ trang đầy đủ. Chúng ta lên. Hắc thủy có tác dụng ăn mòn. Mọi người chú ý cẩn thận. Nam Bạt liền chuyển hướng tấn công sang Kaka. Đội cảnh sát bên cạnh thấy vậy liền lao lên chắn. đội trưởng cẩn thận. Không may chất nhầy này lại có tính ăn mòn. Toi rồi. Tính ăn mòn của hắc thủy quá mạnh khiến chắn căn bản không đỡ nổi. Tấm khiên vỡ nát. Mọi người bị bắn ra xa. Kaka đã bị thương nhưng vẫn không quên hướng Trần Chấp mà dặn dò. Trần Chắc cẩn thận đó. Trần Chấp bên này vẫn đang mò chiếc dép của bản thân. Cậu nhặt lên thì thấy chỉ còn một nửa đen xì, hỏng rồi thiết bị duy nhất có thể liên lạc với tổng bộ không còn nữa thiết bị không còn nữa cậu vô cùng tuyệt vọng lắp bắp không còn nữa nắm chặt mảnh vụn cho tàn trong tay tức giận mà gầm lên lão tử sẽ giết ngươi nói rồi nhảy về phía nam bạt vong linh thấy vậy lập tức hô lên muốn đánh nhau rồi cường hóa sức mạnh của ký chủ trần chắc tung nắm đấm về phía nam bạt cú đấm mạnh mẽ của kinh cong vong linh lại huy động sức mạnh xích viêm kim tôn quyền nam bạt bị trần chắc đánh văng trần chắc lại nhảy lên lần này cậu dùng chân cú đạp của voi khổng lồ vong linh thấy chiêu thức của cậu ta không nhịn được mà chê sao lại có cái tên lâu như thế chúng ta là chân phật đà di tượng nam bạt thấy cú đá của cậu đến gần liền né tránh nhưng trần chắc ra chân vô cùng nhanh hắn chỉ có thể nằm bẹp dưới chân cậu chỉ thấy cậu cầm lá bùa chú lên địa tạng trừ ma phù nam bạt hoảng sợ mà cầu xin cậu bây giờ đã biết nhận sai rồi sao muộn rồi cậu phóng lá bùa về phía nó khiến nó tan thành cho bụi vong linh thấy trần chắc chiến thắng liền tung pháo hoa ăn mừng chúc mừng ký chủ đã giết được một nam bạt giải thưởng cho cậu là một đồ vật rất tốt tuy cậu lựa chọn tự nói rồi nó tự trả lời dù sao cậu cũng là bệnh nhân tâm thần bỏ đi cậu cũng không hiểu được còn lại nữ bạt ngồi ôm đầu run rẩy dĩ nhiên cô ta cũng bị thanh tẩy sau khi thanh tẩy hai con bạt trần trác khịt khịt mũi tỏ vẻ tủi thân tôi thiết bị liên lạc không còn nữa tôi không thể trở về tinh cầu rồi oa hu hu ở một phòng khác cục trưởng xem diễn biến trận đánh thông qua camera ngạc nhiên ôm màn hình cậu ta trần trác lại mạnh như thế trời ơi mình ông ta chạy nhanh đến phòng viện trưởng mà hét vào mặt người ta tôi phải đem cậu ta đi viện trưởng đẩy đầy kính thật sự khó nghe theo lệnh rồi chu cục trưởng ông đứng dậy nhìn ra cửa sổ là một viện trưởng của bệnh viện bảo vệ tốt mỗi người bệnh nhân là chức trách của tôi đêm qua phát sinh chuyện khủng bố như thế phòng bệnh đều bị phá hỏng rồi mọi người nhất định rất sợ hãi không tin thì ông xem đi cục trưởng đen mặt nghĩ thầm đáng ghét lão già này khó thuyết phục quá theo ánh nhìn của viện trưởng một nhóm bệnh nhân đang tung tăng đi dưới sân mọi người mau đi mau tới phòng bệnh mới đi bọn họ còn tỏ ra vô cùng hướng khởi đêm qua kích thích quá phòng bệnh của tôi đột nhiên có rất nhiều hắc thủy sau đó những sợi lông trên người tôi xoa một chút là chẳng còn gì rồi một người khác tỏ vẻ đồng cảm tôi cũng thế tôi cũng thế gã chỉ vào cái đầu chọc của bản thân nhưng mà cậu xem lông mày của tôi một cọng cũng chẳng còn lợi hại không tên khác liền mở quần ra tôi cũng có tôi cũng có ở bên dưới cũng có vài cọng tôi cho cậu xem viện trưởng nhìn bệnh nhân của mình có chút nhức đầu cục trưởng liền thuyết phục viện trưởng lý tôi hiểu nỗi khổ tâm của ông cũng mong ông có thể hiểu cho tôi a à. cục trừ ta chúng tôi thật sự rất cần một nhân tài như trần trác nói rồi khóc sứt mướt quỷ quái lộng hành tất cả những công việc mệt nhọc bẩn thỉu nguy hiểm chúng tôi đều xông pha đầu tiên nhưng bên trên có chấn hồn ti bên dưới có quần chúng chịu khổ chúng tôi có thể làm quá ít rồi áp lực lớn đến mỗi đêm nếu cứ như thế tôi cũng chuyển vào đây sống luôn viện trưởng bối rối hà cục trưởng cục trưởng chu đừng khóc mà thật sự quá khó coi rồi cục trưởng được đà lấn tới nắm lấy vạt áo viện trưởng mà khóc như mưa viện trưởng lý kể cả thần kinh của trần chắc có vấn đề tôi cũng không quản nhiều như thế tôi cần cậu ấy chỉ cần có cậu ta ở đây tôi nhất định có thể bảo vệ được nhiều người dân hơn đang diễn sâu thì ca, ca mở cửa cái rầm chạy vào cục trưởng không hay rồi khu thành nam lại có chuyện rồi dĩ nhiên bây giờ mới để ý cục trưởng đang túm áo viện trưởng khóc như mưa không khí có chút ngượng ngùng cục trưởng liền tỏ vẻ đứng đắn nói đi có chuyện gì rồi ca ca lập tức hớt hải mà nói khu thành nam đêm qua đại khái đã có một nhà bảy người thiệt mạng cái cái gì cái đó một bé gái đoạt mệnh đêm nay sẽ hiện thân trời sẩm chiều cục trưởng đang ngồi ở ngoài sân bệnh viện trầm tư ca ca sốt ruột hỏi cục trưởng chúng ta không xuất phát sao trời sắp tối rồi cục trưởng nhớ lại lời của viện trưởng viên trưởng lý thật sự không có thời gian nữa ông để tôi đem cậu ta đi đi được thôi ông có thể thử nhưng có thể đem cậu ta đi được không tôi cũng không dám chắc nhìn lại tình cảnh bây giờ quả thật có chút cạn lời hai nhân viên điều tra đang giúp trần chắc thay áo quần vừa đuổi theo cậu ta trần chắc ở đây có nhiều đồ ăn vật ngon lắm bên này nè trần chắc cậu mặc cảnh phục này nhất định sẽ rất đẹp trai cậu ta lại cười vô tri à ha ha tôi ẩn thân rồi các cậu chắc chắn không thấy được tôi ha 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 không thấy tôi cậu ta cầm chiếc dép đang được sửa chữa của bản thân đồng đồng yêu gọi tổng bộ đồng đồng yêu nghi ngờ bị loài người ngu ngốc giám sát rồi đồng đồng yêu kiên quyết không nhận bảo vệ danh dự của hành tinh tới chết hu 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 hai cảnh sát nhìn tên thần kinh này có chút mệt mỏi mẹ ơi hắn còn khó bắt hơn những ác huyền lưu lạc hơn 10 năm ở thành đông cục trưởng đen mặt không đưa người đi được hoàn toàn không đưa người đi được ca ca một bên nóng giận hết lên trần trác không còn thời gian nữa cậu nghe rõ cho tôi trần trác chỉ về phía ca ca không được đồng đậy giơ hai tay lên nếu không ta sẽ nổ súng Kaka ca có chút run rẩy là ai sai người tới đây tiếp cận ta có mục đích gì ách cái này nói ra rất dài trần trác lại phì cười ha 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 nhát gan quần đều ướt cả rồi thật ngốc ca ca tức giận tôi không có cục trưởng hết nhịn nổi nữa liền đứng dậy quyết định rồi cứ kéo cậu ta tới thành nam rồi nói tiếp dùng biện pháp mạnh đi mọi người chỉ chờ có vậy liền nhảy bổ vào trần chắc hét lên các người cuối cùng cũng không nhịn được rồi các người cuối cùng cũng ra tay với ta rồi đêm khuya trần chấp bị trói như đòn bánh tét thả ta ra đánh lén ta thì có bản lĩnh gì chứ một đám xấu xa các người cậu ta hét lên với cục trưởng thả ta ra các người có biết ta là ai không cục trưởng lại nghiêm túc mà thốt lên đồng đồng yêu cậu là đồng đồng yêu không sai chứ trần chắc giữ người khi nghe ông ta nhắc tên mình cục trưởng giới thiệu ta là đồng đội ngoài hành tinh của cậu đồng đồng thất vong linh liền giúp trần chắc cởi trói cậu ta chỉ vào cục trưởng mà thốt lên bôn ba bá bá ba bôn cục trưởng có chút khổ não ha ám hiệu ư trước khi xuất phát viện trưởng lý đã đặc biệt dặn dò không có ai biết được ám hiệu của cậu ta cậu ta có rất nhiều ám hiệu tự chế nhưng đáng tiếc không ai biết chỗ ám hiệu đó từ đâu tới điều đó có nghĩa rằng không có đáp án chính xác vậy mình cực thôi nghĩ rồi giơ tay chào a ha ha a ha ha đặc công dũng cảm kính lễ với cậu, kính lễ với cậu. vừa làm vừa đổ mồ hôi hột. Trần Trác chầm mặc một lúc rồi giơ tay lên với ông ta. Chiến sĩ quang nhất tinh cầu đồng đồng yêu và đồng đồng thất kết nối thành công. quả không hổ là cục trưởng cục điều tra đặc biệt. ông thở dài nhẹ nhõm, có chút xúc động. cuối cùng cũng thành công rồi, thật không dễ dàng mà. sau khi đập tay với Trần Trác, ông liền ra lệnh, đồng chí đồng đồng yêu yêu quý, tổng bộ ra lệnh cho tôi đến truyền mệnh lệnh tối cao cho cậu. nhân loại đáng yêu đang phải chịu sự tấn công của quỷ vật. nhiệm vụ mới của chiến sĩ anh dũng đồng đồng yêu chính là tiêu diệt quỷ vật. Trần Trác cũng giơ tay chào tiếp nhận mệnh lệnh, đồng đồng yêu nghe lệnh, cảnh sát ca ca hớt hải báo cáo. Cục trưởng kiểm tra thấy âm khí hoạt động rồi, có lẽ là cô bé đoạt mệnh tới rồi. Cục trưởng bước tới, cái gì âm khí ở đâu đưa cho tôi xem vị trí. Cục trưởng âm khí chính là ở bên ngoài hành lang còn ở rất gần chúng ta, mau kết nối với thiết bị kiểm tra âm khí. Trần Trác nhìn bóng lưng cục trưởng rời đi, thầm nghĩ, xem ra đồng đồng thất đã trà trộn vào nội bộ nhân loại ngu ngốc, cậu ta thật sự là chiến sĩ hợp cách của tinh cầu. Đúng là tình huống này hợp với câu nói, họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ quá giống nhau mà cậu ta nghĩ mình cũng phải nỗ lực cống hiến cho kế hoạch vì đại tinh cầu cậu ta chú ý đến hộp nhạc trên bàn hà đây là thứ gì thế chưa từng nhìn thấy bên này cục trưởng vẫn đang bận rộn chỉ đạo quỷ nhỏ đó vô cùng hung dữ đã gây ra rất nhiều huyết án mọi người nhất định phải đặt an toàn lên đầu tiên nghe rõ chưa mọi người đồng thanh nghe rõ rồi ạ à? lần hành động này của chúng ta chủ yếu là đo lường giá trị âm khí để đánh giá mức độ nguy hiểm của quỷ nhỏ đó nhất định cấp độ nguy hiểm của cô bé đó sẽ vượt qua phạm vi năng lực của chúng ta bên này trần trác đã trông hộp nhạc vào túi quần không quên bày trò giả chết. Cục trưởng phân phó mọi người, quay về trực tiếp báo cáo cho chấn hồn ti đi, vong linh dục cậu ta, này đừng chơi nữa, nguy hiểm tới rồi. Một cảnh sát báo cáo, cục trưởng âm khí đang tiến lại gần rồi, cái gì suyệt yên tĩnh, trần chắc suy nghĩ. Lại có nguy hiểm lẽ nào ban ngày tên trộm ra đó phát hiện mình không ở bệnh viện liền muốn bắt mình trở về, nghĩ rồi hùng hổ bước về phía cửa, tôi không quen với thói xấu của hắn. Cậu mở toang cánh cửa chỉ thấy một bé gái với đôi mắt đỏ sẫm nhìn mình, vong linh nhìn cô bé thì đã biết được, ô hoa thật tuyệt vời cô bé này đã bị bố mẹ ruột hiến tế rồi nộ khí nồng nặc đã cướp đi 17 mạng người rồi tuy rằng đáng thương nhưng mà đáng bị trừng phạt bên phía cảnh sát thấy cô bé thì sợ mất hồn ai cũng không dám đứng đằng trước ai Joe đừng chen đừng đẩy tôi lên trước trần chắc tỏ vẻ thấy vọng còn nắm lấy đầu cô bé nhìn đông ngó tây sao lại chỉ có một đứa bé lúc em tới đây có thấy một người mặc áo blue trắng không cô bé lắc đầu cậu ra vẻ nghiêm khắc mà hỏi nghĩ cho kỹ trả lời thật đi cô bé đáp thật sự không có trần chắc lại tự suy luận âm thanh trong đầu mình chắc chắn là do tên đó tạo ra tên đó chính là kẻ thù âm thanh đó cũng chính là kẻ thù âm thanh lại nói em chính là kẻ thù kẻ thù của kẻ thù em chính là bạn rồi vong linh tức đến nỗi tẩu hỏa nhập ma logic gì thế ký chủ cậu bệnh thần kinh hả thì người ta bệnh nặng mà trời cô bé đưa con gấu ra chơi với em chút đi con gấu tỏa ra âm khí dày đặc còn có bộ dạng khủng bố cậu ta liền thẳng tay hất nó đi bẩn quá quá đáng sợ rồi cô bé tức giận nghiến răng cậu ta lại nắm tay cô kéo vào phòng mau vào đây nghe bọn họ nói đêm nay ở bên ngoài không an toàn cứ tự nhiên ngồi đi xem như là nhà mình nhé nhóm cục trưởng run rẩy không ngừng máy cảnh báo kêu nguy hiểm đỏ chói tai trần chắc lại vô tư thò tay vào quần mò mò búp bê đó có gì hay chứ bảo bối này của anh em có muốn xem không nói rồi lỗi ra hộp nhạc nãy cậu vừa trôm giới thiệu thứ đồ chơi này có thể phát ra tiếng vui lắm không biết có thể phát sáng không nhỉ em chờ chút anh đóng cửa lại xem thử cô bé bực bội đáp không cần rồi búng tay một cái đèn đóm tự động tắt hết mọi người kinh hãi đến độ sắp ngất đến nơi cậu ta lại vô cùng hứng khởi lợi hại quá đây là dị năng đặc biệt của em sao anh nói cho em nghe một bí mật nhé anh cũng có dị năng đặc biệt thuật ẩn thân đó em không tin cậu ta liền trùng chân lên thế nào có thấy anh không có thấy không có thấy không bộ dạng đúng là một tên bệnh nặng còn vô tri ngoái mũi cười ha, ha 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 cô bé xem ra sắp không chịu nổi nữa rồi nghiến răng đáp có thấy cậu ta nghi hoặc a à, không phải chứ quay qua nhóm cục trưởng mọi người có thấy tôi không cục trưởng kiên định đáp không không thấy cậu ta lẩm bẩm lạ thật vậy thì vì sao nhóm người sợ hãi nép sau cục trưởng cục cục trưởng bây giờ phải làm sao ạ ông cũng run rẩy đáp còn có thể làm sao chờ đi trần chắc lại muốn mọi người chơi trò mạo hiểm cậu ta nắm lấy cô bé đưa tới trước mặt bọn họ thật sự có thể ẩn thân cậu thử đi cô bé trong mắt mọi người thực ra chỉ là một bộ xương vô cùng khủng bố các ca nhìn thấy cục trưởng đã ngất đi liền lay lay cục trưởng mau đem nước tới cục trưởng bị dọa ngất rồi trần chắc liền bế lấy cô bé vừa chạy vừa cười nói ô ô ô ẩn thân thành công cậu chú ý đến cây đinh trước người cô bé hà đây là cái gì bên ngoài áo của em sao lại có một cái đinh diêm cô bé nhìn đống diêm trên người buồn rầu đáp cái này là phù chú còn có ngũ khỏa mộc đinh trần chắc dậm chân đấm ngực tỏ vẻ bất bình quá đáng vậy sao bệnh viện nào dám diêm đinh em nhẫn tâm quá anh sẽ đem chúng cho chó ăn cô bé giải thích là bố mẹ em làm đó bọn họ đã chết rồi nghe vậy có chút bất đắc dĩ ách hay là anh nhổ nó ra cho em nhé cắm ở đó đau lắm không nhổ được sao cậu khẳng định trên đời này không có chuyện gì mà anh không làm được em cứ yên tâm giao cho anh để anh thử bên này cục trưởng đã tỉnh lại trần chắc đâu ca ca vui mừng cục trưởng ngài tỉnh rồi trong mắt cục trưởng cô bé chỉ là một bộ xương vô cùng kinh khủng, nào có dáng vẻ đáng yêu như với trần trác, chỉ thấy trần trác đang vươn tay về phía những cây đinh trên người nàng, cậu ta còn dám tấn công sao? vì quá sức chịu đựng nên cục trưởng ngất xỉu lần hai, ca ca lo lắng mà gọi cục trưởng, bên này trần trác nắm lấy cây đinh dùng hết sức để nhổ, thấy không nhổ không được đâu, cậu liền đè cô bé xuống, has anh thật sự không tin, em nằm xuống, rồi rất thương yêu trẻ con mà đạp vào mặt nàng thấy thế để nhổ, vong linh thấy cảnh này liền can ngăn, này này cái đinh đó đã ghim sâu vào trong linh hồn rồi rất khó để nhổ ra tôi không quản được cậu đâu thật sự không có cách nào ngũ hành phong hồn khư đinh pháp tâm môn đinh trần trác vẫn nhất quyết nhổ bất ngờ thay cây đinh lại thực sự bị cậu nhổ ra tâm tâm môn đinh thành công rồi cô bé hét lên đầy đau đớn cũng đẩy cho cậu văng đập vào tường ia em không sao chứ cô bé như đã hóa quỷ phóng tới tấn công cậu trần trác lại cười vui mừng nắm lấy tay nàng được tiếp tục nhổ cậu và vong linh người hỏi kẻ đáp bên trái đinh gì chứ ngũ hành phong hồn khư đinh pháp ta chấn cung đình cậu hỏi đinh bên tay phải thì sao ngũ hành phong hồn khư đinh pháp hữu chấn cung đinh a à không nhớ được a à, đinh bên tay phải ngũ hành phong hồn khư đinh pháp tà áp thần vị hữu áp thần vị đinh dưới chân hai người họ đáp loạn xạ một hồi trần chắc bắt đầu nắm lấy cây đinh trên đầu vong linh ngăn cản này vậy là được rồi cậu sao lại nhổ cả trên đầu rồi cái này là thiên cung tà vị không thể nhổ được rất nguy hiểm đó, nhưng thấy cậu ta không hề bỏ cuộc vong linh cũng đầy hào hứng mà nói được thôi ngũ hành phong hồn khư đinh pháp thiên cung vị trần chắc dùng hết sức lực để nhổ đi đi cục trưởng và đám người chứng kiến màn này đã sớm run rẩy không ngừng cây đinh đẫm máu còn lăn lóc đến chân ông ta sau khi rút hết cây đinh cô bé hét lên giải phóng ma lực vong linh giải thích hồn phách đã được giải trừ phong ấn cô ấy sẽ sớm hóa thành ác quỷ thôi cậu phải chịu trách nhiệm với cô ấy đó đám cảnh sát thấy tình hình này ai nấy đều hoảng sợ ca ca ôm máy khống chế mà gào lên cục trưởng không hay rồi cô bé đó biến thành ác quỷ rồi máy khống chế đều nổ rồi cục trưởng lo lắng trần chắc đâu bảo vệ trần chắc dĩ nhiên tên nào đó không hề biết sợ là gì vô tư mà vui vẻ a à ta biết bay cậu bị dư chấn làm bay ra ngoài cửa sổ cục trưởng với theo Trần Trác, ôi 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 ta sẽ không rơi xuống a. Một luồng khí màu đỏ vươn tới, hóa ra là cô bé đó. nàng nắm lấy tay Trần chắc kéo cậu ta lên. cục trưởng lo lắng hỏi, Trần chắc cậu không sao chứ? cậu ta lại chẳng mảy may lo sợ, còn hớn hở nói, a ah, ha 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 cậu thấy chưa vừa nãy đang cười thì bỗng một tia máu màu đỏ sạch qua tay cậu ta. cục trưởng hoảng sợ gọi, Trần chắc. cậu ta ôm tay kêu lên, muốn chết rồi đau quá a à, tay ta bị gãy rồi. cục trưởng cũng cạn lời với cậu ta, nay cậu căng thẳng thế làm gì tôi còn tưởng sắp chết đó. cô bé lại tiến tới gần Trần chắc rất lâu về trước có một a à bà từng nói với tôi quỷ nếu như muốn ở cùng với con người vừa không muốn ảnh hưởng tới khí vận của con người thì có một phương pháp gọi là ký kết quỷ khế trần chắc lại ôm ngón tay mà khóc hu hu đầu ngón tay sắp phế rồi ai làm đó là em làm đứt ngón tay anh tuấn tư sái dùng để gắp thịt này sao vong linh đau đầu mà than vãn ký chủ cậu nói nhảm nhiều thế cô bé nắm lấy bàn tay của cậu ta chính là sử dụng món quà đầu tiên cậu tặng tôi để làm khế ước chúng ta làm khế ước đi vong linh vui mừng nhắc nhở do chuyện tốt quá cô ấy muốn cùng cậu ký khế ước kìa nào nắm ngón tay của cậu lên đưa đến chán nhận cậu làm chủ nhân vong linh cũng ghi vào sổ quỷ vật chủ động ký khế ước hai luồng sáng xanh đỏ đan xen cảnh tưởng vô cùng hoành tráng đến khi luồng sáng đỏ biến mất cô bé đã hoàn toàn được thanh tẩy vong linh vui mừng mà chúc mừng chúc mừng a nhận được một danh ma quan sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn trần trác lại chỉ ôm lấy bàn tay hức 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 đau đau quá a vong linh liền trị thương cho cậu biết rồi biết rồi giúp cậu trị thương chút sau khi được vong linh chữa trị cậu ta lại hớn hở yêu khỏi rồi hồi phục trong tích tắc công phu của mình thật thâm hậu mà cô bé sau khi được thanh tẩy thì không còn dáng vẻ khủng bố như lúc đầu nữa nàng quay sang nhìn về phía nhóm người cục trưởng làm bọn họ giật nảy mình nàng chỉ cúi đầu rồi hóa thành đám khói màu đỏ nhập vào người trần chắc đang nhảy múa la 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 ta là một vị thần tiên có thể tự hồi phục trong tích tắc ca, ca nói thầm với cục trưởng cục trưởng đứa bé đó biến mất rồi xem ra rất cảm kích chúng ta đó vậy chúng ta có được xem là hoàn thành nhiệm vụ không cục trưởng vẫn chưa hết bất ngờ thì đám cảnh sát đã nhảy ra ăn mừng oa âu âu trần chắc cậu lợi hại quá rồi có người còn phấn kích đến mức cười phăng cả áo cục trưởng cảm động mà rơi nước mắt thật sự không ngờ tới tên ngốc này sau khi giải quyết nam bạt nữ bạt lại có thể giải quyết được đứa bé đó còn ký khế ước với người ta cậu ta chính là sự giải thoát của mình nếu muốn biết sau khi quỷ khí phục hồi quỷ vật từ mạnh tới yếu phân thành chín giới cục cảnh sát trừ tà chúng ta chỉ có thể xử lý được một số linh hồn lang thang cấp 1 và số ít nộ quỷ cấp 2. những vụ án từ lệ quỷ trở lên đều phải báo cáo lên chấn hồn ti tiếp theo chờ được giao phó chờ chia giai đoạn chờ ủy thác chờ xử lý lãng phí rất nhiều thời gian không biết phải hy sinh biết bao nhiêu mạng người nhưng bây giờ thì đã khác chín giới bao gồm từ thấp lên cao quỷ lang thang nộ quỷ lệ quỷ ác linh quỷ tướng quỷ sát quỷ vương quỷ hoàng quỷ đế tại cục cảnh sát trừ tà cục trưởng chu ái quốc đang vô cùng vui vẻ nghe điện thoại a à đúng tôi chính là chu ái quốc lúc trước tôi đã xin trấn hồn ti cử viện trợ nhưng bây giờ không cần nữa không cần nữa nghe không hiểu sao ném thư viện trợ của tôi đi cậu không nghe lầm đâu tạm biệt nhé nói rồi cúp máy cái dục cũng chẳng quan tâm đến đối phương ô hô thật sảng khoái quay đầu lại nhìn trần trác đang ngủ khò khò trần trác con đường lập công của tôi đều nhờ cậu rồi trần trác đang ngủ ngon thì nghe thấy mùi thơm nước mũi a à, thơm quá cậu thấy có một tờ giấy trên chiếc hộp liền rứt nó ra ô, ô ô ô ô vui như hoa mà nói không có cách nào ai bảo ta chính là chiến sĩ anh dũng nhất tinh cầu chứ vừa nói vừa ăn lấy ăn để thức ăn a à, ha 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 tổng bộ tạm biệt ngô khoái tương liêu hóa ra tờ giấy nhớ đó là lời nhắn của đồng đồng thất lưu cho cậu tỉnh lại nhớ ăn cơm tôi đi thực hiện những nhiệm vụ khác việc cô bé đoạt mệnh lần này đã được giải quyết hoàn mỹ tổng bộ đặc biệt khen ngợi đồng đồng yêu sau khi cơm nước xong xuôi cậu ta lại đi hóng hớt mấy chị đẹp cảnh sát một nữ cảnh sát nghe điện báo xin chào đây là cục cảnh sát trừ tà cho hỏi ngài cần giúp gì không trần trác đã nhắm được chai nước coca của chị gái để ở trên bàn cậu chỉ chỉ vào chai nước tôi sắp chết rồi có thể dùng cái này để cứu tôi không nữ cảnh sát đang làm việc mà bị cậu làm phiền có chút giờ khóc giờ cười cười chứ nói không không cần nữa cậu uống đi trong lòng lại nghĩ tiểu tử ở đâu tới có vẻ không được bình thường còn mặc áo bệnh viện Trần chắc lại hoàn toàn không có cảm giác làm phiền người khác. Hét lên, cô yên tâm ta sẽ không lấy đồ miễn phí đâu, vẽ cho cô một lá bùa hộ thân nhé. Nữ cảnh sát kinh ngạc đến sững người. Khi cậu ta cứ cố nhét lá bùa vào tay, dĩ nhiên là vẽ còn thua học sinh tiểu học nữa, còn tự tin mà khẳng định, lá bùa hộ thân này không tầm thường đâu. Có thể thu hút linh khí trong trời đất, bảo vệ ba đời con cháu nhà cô, cô phải cất cho kỹ nhé. Nữ cảnh sát chỉ biết gật đầu máy móc rồi nhận lấy. Mọi người thấy vậy thì súng lại, cậu ấy thế mà cho cô một lá bùa hộ thân, tôi cũng phải mau đi xin vài tấm, nhưng mà bùa hộ thân của ai lại vẽ hình con cá đang thả bọt thế này một người khác xen vào cậu thật sự không có mắt nhìn đồ đừng thất cậu ta là bệnh nhân tâm thần cậu ấy có thể làm được nhiều thứ lắm hà cậu ấy thật sự có vấn đề về tâm thần sao tại phòng cục trưởng mọi người chen lấn xô đẩy do đừng chen đừng chen từng người một huynh đệ tôi lát nữa phải ra ngoài làm nhiệm vụ có thể cho tôi thêm một đội không sao có thể được mọi người đều lo lắng đó từ từ xếp hàng đi tác phong của cục chúng ta chính là ai cũng không có được đặc quyền cục trưởng không hề biết gì vẫn vô tư vừa đi vừa huýt sáo thấy mọi người chen chúc trước phòng mình thì vô cùng ngạc nhiên có chuyện gì thế nhìn vào trong thì thấy trước mặt trần trác đã chất đầy đồ ăn mọi người còn đứng xếp hàng để cống nạp đồ ăn đại sư những thứ này đều là của cậu có thể vẽ thêm năm lá bùa hộ thân cho tôi không một cảnh sát xếp hàng sau lưng ca ca năn nỉ cậu ca anh chia cho tôi một gói không được sao những cửa hàng ở ngoài cửa đều bị mọi người vét sạch rồi ca ca gắt gỏng chia cái gì mà chia không mua được thì đừng chen lấn ở đây ồn ào nữa bây giờ biết cái gì gọi là hiệu suất quyết định thành bại hay chưa sau này nhớ cho kỹ mấy viên cảnh sát xin được bùa thì đang tăm tia mỗi lá bùa hộ thân này đều không giống nhau sao gà vịt chó của cậu thì tôi đều biết mấy lá bùa của tôi toàn tam giác ba cạnh hình tròn đây cục trưởng ho khụ khụ đám đông liền giật mình mà giải tán cục cục trưởng một cảnh sát vẫn đang chìm đắm trong bùa chú với trần trác đại sư vẽ thêm vài nét đi xin cậu đó thêm hai nét nữa hai nét nữa là đủ rồi trần trác mồm nhét đầy đồ ăn mà nói cậu đang hoài nghi năng lực của tôi sao anh ta liền toát hết mồ hôi cười trừ không dám không dám cục trưởng bất thình lình đứng đằng sau hỏi đang làm gì thế khiến anh ta giật thót rồi quát làm loạn cái gì thế đều không mau đi làm việc đi ra ngoài cục trưởng tức giận mà đóng cửa cái rầm rồi thay đổi sắc mặt 360 độ nịn nọt đống đồng yêu giúp tôi vẽ vài tấm đi trần chắc liền nhìn ông ta trầm mặc cục trưởng rất biết điều mà lôi trong túi ra một sấp tiền a à, lần này tôi trở về vội vàng chẳng có chuẩn bị gì đây chút thành ý chỗ tiền này đủ để mua vài thùng đồ ăn vật đó trần chắc liền cầm tiền rồi cười nói biết rồi đây mới là đồng chí tốt của tôi cậu cũng tới ăn chút đi coi như tôi mời cậu đừng khách khí nói rồi đưa cho ông ta một gói kẹo cậu không quên tâm tia vị đồng bào của mình xem đã ăn kẹo chưa cục trưởng vội hả miệng nhưng sau đó liền đút cho cậu ách tôi không thích ăn lắm cậu ăn đi trần trác cũng đã vẽ xong lá bùa liền đưa ra thế còn được đây vẽ xong rồi cục trưởng vui mừng ô cảm ơn cậu đồng đồng yêu đúng rồi còn việc này đông đại kiều có một vụ án giết người hàng loạt tổng bộ đặc biệt phái tôi và cậu cùng đi xử lý nghe vậy trần trác lập tức đứng dậy ô đồng đồng yêu nhận mệnh lệnh cục trưởng đưa cậu đến cây cầu ở đông đại kiều vừa đi vừa giải thích mỗi đêm ở đây đều có người qua đường bị tấn công tới nay chúng tôi đều không biết hung thủ là người hay quỷ đêm qua chỗ này lại có một kẻ say rượu chết lúc phát hiện cơ thể đều không còn lành lặn nữa đây đã là vụ án thứ 36 trong tháng nay rồi chúng ta thật sự cần tìm ra danh tính hung thủ càng sớm càng tốt nhờ cậu đó đồng đồng yêu thế nào có phát hiện gì không cục trưởng an ủi được rồi được rồi phù phù không đau nữa đừng khóc nữa ha trần chắc như đứa trẻ 3 tuổi ngồi rên khóc vong linh lại vô cùng sốt ruột cảnh báo nguy hiểm có nguy hiểm tiểu quỷ đầu mau tới hộ giá Cô bé liền xuất hiện từ trong người cậu khiến mấy viên cảnh sát có mặt ở đó kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy, tiểu nữ hài đoạt mệnh sao lại xuất hiện rồi? OA, wow, mau chạy đi. Trời đất, nhưng điều đáng buồn là trước mặt họ lại xuất hiện một bóng đen khổng lồ, chờ chút, bên này còn có một con quỷ nữa à. Mẹ ơi quỷ to thế tôi muốn về nhà, con quỷ hiện ra chính là một con hổ trắng, cục trưởng mau chạy a. À. Vong Linh giải thích, đây là hổ hồn a. À. Lệ Quỷ Trung Kỳ dựa vào mùi máu để tìm mồi săn, chắc là do Trần Trác đã bị chảy máu mũi dẫn nó tới nó đã giết cả trăm người còn tu luyện một kỹ năng độc quyền quỷ âm trảo thật đáng kinh ngạc vong linh nói với cô bé tiểu quỷ đầu cô không phải đối thủ của nó cô bé lại chẳng quan tâm mà lập tức xuất chiêu tung về phía hổ hồn trói chặt lấy nó hách chiêu thức này hoàn toàn không hề trói được hổ hồn cô bé ấy căn bản không phải đối thủ của nó phí lời trên người cô bé ấy chỉ có 17 mạng người trên người lão hổ này ít nhất cũng cả trăm mạng hức hức đêm nay thêm cả chúng ta chắc cũng gần 200 mạng người rồi mẹ ơi con muốn về nhà hồ hồn gầm lên một tiếng rồi giơ móng vuốt lao tới ca ca nói cục trưởng ông có nhớ hay không có một con hổ bị ngược đãi trong sở thú đã trốn thoát chính là ở trên cây cầu này bị người ta bắn chết cục trưởng run rẩy lẽ nào chính là con hổ đó nó chính là thủ phạm của những chuyện trên cầu này sao xem ra nó còn mạnh hơn oán quỷ tôi chắc phải báo với chấn hồn ti thôi hổ hồn tung chảo về phía mọi người ngoài dự đoán người cảnh sát đứng gần nhất lại không hề hấn gì hề mình không sao ư một biểu tượng hình con cá hiện lên không những hình con cá mà vô số hình thù mà trần trác đã vẽ trên bùa chú đều sáng lên tạo thành vòng bảo hộ bùa hộ thân có tác dụng rồi hồ Hồn thấy chảo của mình hoàn toàn không thể phá vỡ được vòng bảo vệ có chút nghi ngờ nhân sinh nó liên tục đập vào vòng bảo vệ cục trưởng trấn an mọi người mọi người đừng sợ hãi tiến lên phía trước xúc sinh này không làm chúng ta bị thương được đâu những cảnh sát khác liền cầm lá bùa lên đưa ra trước người hồ Hồn cũng bị họ dọa sợ kiên trì chính là thắng lợi lực lượng trở về nhà mọi người vì có bùa bảo vệ nên đã vững tin hơn nhiều tốt lắm chính là như thế nó không thể làm hại tới chúng ta đâu trần chắc lại vươn tay ra khỏi đám người búng vào mũi con hổ he 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 cục trưởng hoảng sợ cần lấy mạng già này rồi nhìn về phía hổ hồn đang vô cùng tức giận trời đất chọc giận nó rồi nó tung chảo về phía mọi người lá bùa chắn trực tiếp bị phá vỡ vong linh nhắc nhở hồn hổ bạo nộ thực lực tăng gấp 3 lần mọi người mau chạy đi không chắn nổi rồi mau mọi người mau tản ra ai nấy ba chân bốn cẳng bỏ chạy cục trưởng không quên gọi trần trác trần trác theo mau trần trác thì đang ngã lăn quay cục trưởng hốt hoảng gọi cậu hổ hồn thấy cậu ta ngã thì lập tức nhào đến móng vuốt còn chưa chạm đến người trần trác đã bị cô bé chặn lại nàng gạn giọng không được ăn chủ nhân của ta nói rồi dùng sức quật ngã hổ hồn Bong về phía đám cảnh sát đang bỏ chạy ngươi đi mà ăn bọn họ hổ hồn ngã chồng vó đầu óc quay cuồng chưa kịp định thần thì trần chắc đã nhào tới hào hứng mà nói nói thật đó con mèo lớn thế này lần đầu tiên ta nhìn thấy đó ngươi trở thành ghế ngồi của chiến sĩ tinh cầu vĩ đại đồng đồng yêu đi vong linh hoảng sợ mà ngăn cản cậu ta e -i -e -i, đây là hổ đó mông hổ khó sợ cậu sao lại muốn cưỡi lên lông nó nó sẽ đánh chết cậu đó trần chắc lại vô cùng không biết trời cao đất dày mà nhổ một cộng lông của nó muốn ăn ta ta sẽ cho ngươi một mái nhà ngươi muốn ăn ta nói rồi nhảy lên tung nắm đấm về phía hổ hồn vong linh cũng hào hứng mà hét hệ thống đang tiến hóa cú đấm của ký chủ thiên cân trọng trùy còn Trần chắc lại đặt một cái tên vô tri hơn đó là nắm đấm chiến đấu của sao băng cú đấm này trực tiếp khiến hổ hồn văng ra xa uy lực vô cùng khủng bố hổ hồn bị cú đấm của trần chắc làm cho bị thương cậu không hề nương tay mà nhảy lên người nó dùng tấn sát miêu miêu quyền dùng cả tay cả chân tấn công nó mọi người chứng kiến trận hành hung này chỉ biết giữ người sau khi hổ hồn bị hạ gục cậu ta đạp lên đầu nó mà hỏi phục chưa hổ ta liền giơ cờ trắng đầu hàng trần chắc mặc lại đôi giày sau đó liền cưỡi lên lưng nó ho yê nó phục rồi ta có kỹ năng mới rồi ta biết thuần thú cậu vỗ vỗ đầu nó tiểu quỷ đầu đứng dậy đi tới đây xem thành viên mới nhà chúng ta đại miêu đứng dậy đi hai vòng đi cô bé cũng uy hiếp nó muốn ăn chủ nhân của ta thì bước qua ta trước đã hồ hồn là kẻ bại trận chỉ biết làm theo lời trần chắc cậu chỉ cha cha hú bên kia bên kia hồ hồn liền bay lên trời hú đại miêu biết bay ha 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 vui quá vui quá hồ hồn mang theo trần chắc bay khỏi tầm mắt mọi người ca, ca nhìn theo bóng họ càng ngày càng xa nói Cục trưởng Trần Trắc hình như bay mất rồi, cục trưởng tức giận, ta không mù còn phải nhắc nhở sao còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo đi. ca lại có chút bối rối, đuổi đuổi theo đâu. Cục trưởng tức giận đến văng tục, ta con mẹ nó sao biết được, phân chia ra hành động, đào ba tất đất cũng phải đem Trần Trắc quay về đây. Mọi người hốt hoảng chạy đi tìm. Đó. Trần Trắc cùng với cô bé cưỡi trên lưng hổ hồn bay lên trời, cậu ta hào hứng, thật kích thích. Iahu, cậu ta còn gõ gõ đầu nó. Ê ê có thể bay nhanh chút không, dặn dò tiểu quỷ, ngồi chắc nha. Cô bé chỉ vô tri gật gật ừ rồi lão hổ phóng như bay trên trời. 5 phút sau, Trần Trác nắm lấy bồng của nó kéo, dừng ngay trên tầng thượng của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cậu vươn vai ngáp dài, "A à, tối nay chơi thật vui, buồn ngủ quá nên đi ngủ thôi." Hồ hồn nhìn thấy cậu bước đi không để tâm đến nó nữa thì gión ra gión rén định chạy, Trần Trác lại sực nhớ ra, "Đúng rồi, xích mèo, quay lại nhìn nó khiến nó sợ bay màu." Cậu khua tay múa chân một hồi tạo ra một vòng xích sắt đeo vào cổ nó, sau khi nhìn kiệt tác của mình, Trần Trác vô cùng hài lòng, tranh đây có như vậy là vật có chủ rồi." Cậu rất hổ hồn đi theo, đến đến đi theo ta cậu dắt nó buộc vào cây đèn đường dưới sảnh bệnh viện còn không quên kêu nó ngồi tối nay ngươi ngủ ở đây đi không được chạy đi đâu cả nghe rõ không còn không quên làm thêm một chiếc chuông nhỏ cho nó cô bé bên cạnh không thể hiểu được hành động của chủ nhân nàng có chút hoang mang mèo không khí lớn là mình chết quá lâu rồi ư sao nhìn không hiểu gì trần chắc vỗ nhẹ vào mũi của hồ hồn sau này nơi này chính là nhà của ngươi có động động yêu chiến sĩ vĩ tinh cầu vĩ đại ta ở đây không có ai dám ức hiếp ngươi mức độ thuần hóa đã lên tới 70%, sau đó cậu yên tâm mà rời đi xong việc ngủ thật ngon nhà mèo lớn của ta hồ hồn nhìn thấy cậu rời đi lập tức định bỏ chạy nó vươn người nhảy lên không trung nào ngờ lại bị dây xích giữ lại nó thực sự bất ngờ kêu lên một tiếng meo vong linh vui vẻ mà nhắc nhở dựa theo ý niệm của ký chủ dây không khí được hiện thực hóa dây trói hồn thuần hóa đã hoàn thành chúc mừng ký chủ thuần hóa thần công tọa kỵ hồ hồn sáng ngày hôm sau nữ y tá la toáng lên khi thấy trần chắc nằm ngủ trên giường bệnh cậu dụi dụi mắt ngái ngủ ư ăn cơm chưa y tá thắc mắc cậu không phải đi đồn cảnh sát hả sao lại lặng lẽ quay về rồi bọn họ gửi cậu quay về hả trần chắc vui vẻ chỉ vào bản thân không phải là tôi tự mình quay về nữ y tá thấy tay cậu bị thương thì vô cùng lo lắng ai ia, sao lại bị thương rồi làm gì vậy bọn họ ức hiếp cậu hả đau không trần chắc như gặp được mẹ hiền bộ dạng vô cùng tủi thân không không đau do tự mình ngã hu hu y tá tỏ ra tức giận đám xấu xa đó để cậu làm chuyện nguy hiểm viện trưởng chắc chắn không tha cho bọn họ tại phòng viện trưởng viện trưởng vô cùng giận dữ chỉ trích cục trưởng một người mắc bệnh tâm thần có thể biến mất dưới mí mắt của cục cảnh sát trừ ta hết sức vô lý chu cục trưởng chuyện này anh phải giải thích rõ ràng cho tôi cục trưởng đen mặt oan ức mà không tường lý viện trưởng ngài nghe tôi giải thích tối qua chúng tôi viện trưởng đang vô cùng thịnh nộ không nghe lọt tai một chữ nào gào lên dừng lại ta không nghe anh sẽ không ngụy biện là các anh vất vả tìm kiếm cả đêm chỉ là không ngờ là thằng bé tự mình quay về bệnh viện đúng không tôi là viện trưởng ở đây không phải đứa trẻ 3 tuổi bên này viện trưởng đang hỏi tội thì phía trần chắc lại vô cùng thong dong la 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 mặt trời chiếu sáng trên bầu trời hoa lá cười với ta vong linh ở bên cạnh cậu ta hết mực khuyên nhủ ê chị bệnh đi bây giờ chị hoàn toàn có sự giúp đỡ chị đi trần chắc nhăn mày chim nhỏ nói ai có phiền không hả cậu xua đuổi vong linh vong linh tỏ ra bất lực mà nói nỗ lực điều trị lần thứ 43 thất bại đang cãi cọ thì cậu thấy nữ cảnh sát yêu yêu bước tới ai tiểu cầu cầu lại gặp rồi tôi đi qua nơi cô làm việc nhưng không nhìn thấy cô yêu yêu tháo kính bước tới lâu lắm rồi không gặp ừm tôi không ở đơn vị tôi đi bệnh viện trần chắc nghi hoặc bệnh viện ư ừm trước đây cậu nói không sai tôi quả thật là bị bệnh rồi là ung thư vú trần chắc nhìn cô nhìn đi tôi nói rồi mà tôi nhìn người rất chuẩn yêu yêu buồn rầu đáp đúng vậy cậu lợi hại xin lỗi lúc đó tôi đã hiểu lầm cậu trần chắc lại đứng bật dậy hớn hở nói không sao hết quan tâm nó làm gì nói rồi đưa tay ra trước mặt yêu yêu sau này chúng ta làm bạn tốt đi yêu yêu lại lệ tràn khóe mi không có sau này rồi bác sĩ nói tôi không sống lâu được nữa nhưng tôi thật sự không muốn tôi còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành tôi thích công việc ở cục cảnh sát tôi muốn bảo vệ mọi người trong thế giới quỷ vật đang hoành hành nhưng tôi luôn là đối tượng được bảo vệ đến lúc này nay cả bản thân tôi cũng không bảo vệ được tôi thật sự không can tâm a à. trần chắc nhìn nàng khóc vô cùng thương tâm bèn ngoáy mũi nói trước mặt động động yêu chiến sĩ tinh cầu vĩ đại ta chút chuyện nhỏ này tính là gì chứ yêu yêu ngạc nhiên ể lẽ nào cậu có cách cậu ta liền cầm chai nước bên cạnh lên khoác lác đó là đương nhiên nhìn tôi đây cậu ta lắc đều thiên linh linh địa linh linh vong linh bực mình mà nhắc nhở ê ê ê ta là linh hồn bình thường chuyện lừa đảo làm không được cậu nên sớm chết tâm đi cậu ta lại chẳng quan tâm hoàn toàn tập trung vào chai nước nộ 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 hay ra vong linh không còn cách nào khác đành giúp cậu ta cải thiện chất lượng nước lắc xong tự tin đưa cho yêu yêu phủ uống đi tôi đảm bảo cơ thể cô khỏe mạnh ăn gì cũng được vong linh bí mật bỏ vào chai nước một giọt máu rùa yêu yêu cầm chai nước lên nhìn nhìn ể vừa rồi tôi nhìn nhầm sao tại sao trong chốc lát lại thấy chai nước này màu đỏ trần chắc vẫn ba hoa một hơi uống hết a à. yêu yêu đồng ý ừm được nàng dùng một hơi uống sạch có chút sặc mà bóp lấy cổ họng Trần chắc đầy hứng thú nhìn phản ứng của nàng, yêu yêu nhân mặt nói: trong nước có hạt cát, hình như không cảm nhận được hiệu quả đặc biệt gì. Cậu thành thật mà đáp, nhưng theo dự đoán của tôi, bệnh của cô đã khỏi rồi. Yêu yêu cũng không mong đợi gì nhiều, chỉ cười xoa đầu cậu. Thế sao? Vậy thì phải cảm ơn cậu rồi. Sau này có cơ hội tôi lại tới thăm cậu. Trần chắc vui vẻ, yêu được thôi. Yêu yêu nước mắt lưng tròng mà rời đi. Mình thật sự có bệnh mới lo tìm thầy. Sao lại hy vọng về cậu ấy chứ? Cậu ấy chỉ là một người mắc bệnh thần kinh a. Cậu nhìn theo bóng lưng yêu yêu, cô ấy sao lại khóc rồi? uống bình nước của mình cảm động thế sao cậu vươn vai dưới ánh nắng mặt trời đồng đồng yêu thật sự quá vĩ đại rồi hy sinh bản thân cứu sống người khác thật sự quá là anh hùng rồi yêu yêu vừa đi vừa khóc thì trông thấy cục trưởng đơn xin từ chức tôi dac nhìn thấy rồi tôi sẽ không đồng ý đâu cô loay hoay trình bày nhưng mà cục trưởng tôi 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 biết tôi biết bởi vì tính chất đặc thù của công việc chúng ta dẫn tới cơ thể của cô xuất hiện vấn đề từ ngày khôi phụ quỷ khí đó chống lại quỷ vật bảo vệ an toàn và tính mạng của người dân đều là sứ mệnh của chúng ta vì thế chúng ta phải phấn đấu ngày đêm Tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai tình yêu của cô với cảnh sát, đối với mỗi nhiệm vụ, cô đã cống hiến tất cả cho sở cảnh sát, vì thế nếu như cô không có cách nào tiếp tục làm việc ở vị trí này, cục cảnh sát cũng không bỏ rơi cô. Tôi sẽ không duyệt báo cáo từ chức của cô, yêu yêu nghe những lời cục trưởng nói không nhịn được nước mắt rơi như mưa, cục cảnh sát trừ tà mãi mãi là một gia đình. Cô xem như được nghỉ phép dài hạn, muốn đi chơi đâu thì đi đi, muốn mua gì thì mua đó, cục cảnh sát sẽ thanh toán hết, đây là những gì cô nên có, dù sao cô cũng là cảnh sát viên ưu tú nhất cục chúng ta. Nói rồi chào kiểu quân đội Bên trên là lời hứa trịnh trọng nhất của cục cảnh sát đối với cảnh sát viên Trương Yêu Yêu. Đồng thời cũng cảm ơn những thành tích và kết quả mà cảnh sát viên Trương Yêu Yêu đã cống hiến trong thời gian vừa qua. Yêu Yêu cảm động mà đáp, "Rõ." Cảnh sát viên Trương Yêu Yêu nhận lệnh, nàng càng khóc thương tâm hơn trước. Cục trưởng tiến tới chỗ Trần Trác, "Đồng Đồng yêu đừng chơi nữa, mau xuống đây, đến đây xem tôi chuẩn bị quà gì cho cậu này." Trần Trác ngạc nhiên, "Ồ, Yêu Wow đây chính là thiết bị nhận tín hiệu của tin cầu, cho tôi sao? Trước mặt cậu là con iPhone ba mắt, cậu ta lần đầu tiên thấy điện thoại dĩ nhiên vô cùng hứng thú." a à ha 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 mình có thiết bị nhận tin rồi đồng đồng yêu cảm ơn đồng đồng thất cục trưởng giải thích đúng lý thanh sơn lão già đó nói cái gì cũng không cho ngươi tới cục cảnh sát nhưng giữa chúng ta cần phải duy trì liên lạc cần có lúc tôi tới đón cậu cậu có biết dùng không tới đây tôi dạy cậu ừm ừm được sau khi dạy cho trần chấp biết cách sử dụng điện thoại cục trưởng lại trở về cục cảnh sát với kaka cục trưởng vụ án hôm nay chúng ta rốt cuộc có nhận hay không cục trưởng mệt mỏi mà nói vụ án về quỷ vật có quá nhiều rồi chuyện người mất tích chúng ta thật sự không đủ tinh lực để quan sát nữa để bọn họ cử người đi hỏi thử Kaka vừa lái xe vừa đáp, nhưng mà thân phận đối phương đặc biệt, có thể phái người đi cũng không dám nhận a. chung điện thoại dung, trên màn hình hiển thị hai người là Trần Trác và bạn cùng phòng cậu ta. cục trưởng có chút đau đầu mà bóp chán. Kaka nghi hoặc, sao thế cục trưởng? Không sao, có chút. Điện thoại lại vang lên tinh tinh tinh, giọng Trần Trác vang lên. Alo alo đồng đồng yêu yêu cầu liên lạc với đồng đồng thất. Đồng đồng yêu yêu cầu liên lạc với đồng đồng thất. Nhận được thông tin mau chóng trả lời. Cúp cúc cù cú, cúc cú. cục trưởng bắt máy. Đồng đồng thất đang làm nhiệm vụ tạm thời không thể liên lạc với đồng đồng yêu trần trắc lại vô cùng hớn hở thông báo đồng đồng yêu có tình báo quan trọng cần chia sẻ mau liên lạc với đồng đồng thất cúc cu cúc cu cục trưởng bất đắc dĩ đáp đồng đồng yêu nói đi chân kinh đồng đồng yêu không cẩn thận phát hiện ra bí mật của vũ trụ rồi bí mật gì cơ kết quả một cộng một lại bằng he he lại bằng hai ha 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 một cộng một lại bằng hai đồng đồng thất không biết đúng không ha 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 cục trưởng cũng cạn lời có chút không biết nói sao alo alo đồng đồng thất ơi ban đêm ở bệnh viện tâm thần trần trắc trằn chọc không ngủ được đầu quỷ nhỏ tôi không ngủ được phải làm sao tôi muốn ra ngoài chơi cô bé nghe vậy lập tức dẫn cậu ta ra ngoài hai người leo tường mà xuống chỗ hổ hồn im lặng chút im lặng chút trần chắc vững vàng mà đáp lên lưng nó còn dặn dò phụ đừng phát ra tiếng hổ hồn bị xích ở đây cũng sớm muốn ra ngoài vì thế vô cùng hứng khởi trần chắc cũng vô cùng vui vẻ quắc quắc chúc may mắn nhé cô bé quan sát dưới mặt đất nói với cậu trần chắc anh mau xem đi bên kia có người có hành vi mờ ám kìa chỗ nào đi chúng ta tới xem cô bé không quên dặn dò mau mau trốn đi đừng để hắn nhìn thấy một người đàn ông đang vác một người phụ nữ trên vai đi ngang qua hai người nhưng tên kia cũng chẳng quan tâm mà cứ vác người phụ nữ đi thẳng người phụ nữ bị bịt miệng và bị trói trần trác tức giận gõ đầu hổ hồn ngươi tự mình trốn thì có ích gì chúng ta đều lộ mặt ra ngoài con mèo ngốc nghếch này hổ hồn bị đánh vô cùng tủi thân ôm đầu ách mèo cô bé lại quan sát người này nàng nghi hoặc nói kỳ lạ quá tam dương hỏa của người này rất yếu người đã chết cũng không yếu như thế cái gì dương hỏa cô bé giải thích dương hỏa chính là ở trên đầu và hai vai của người sống là ngọn lửa thể hiện sự mạnh yếu của sinh mệnh trần trác thắc mắc vậy sao ngươi không có ta đương nhiên không có ta là quỷ a à, nhưng ngươi có cậu nghe vậy thì nhìn nhìn bản thân ta có sao ta sao lại không vong linh lại giúp khởi động thiên nhãn của ký chủ vừa nhìn thấy thì lập tức giật mình ai ia ia thấy rồi thấy rồi ta có ta có vong linh hoảng hốt khuyên can ký chủ cậu đừng chạy lung tung lửa mà tắt mất cậu cũng chết đó cô bé nhìn người đàn ông đang đi xa đuổi theo không còn không đi theo là sẽ mất dấu đó nghe vậy cậu ta hớn hở kéo theo nàng và hổ hồn chạy như bay đi 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 mau đuổi theo Ta phải nhìn cho rõ dương hỏa của hắn. Người đàn ông đi đến một ngôi nhà vô cùng âm u, hai người cũng nhanh chân đuổi theo, mau mau đi theo đi theo, cậu chạy đến cánh cửa thì bất ngờ bị đóng lại, chặn đứng ở ngoài. Eizo, mặt cậu bị đập vào cánh cửa, ôm mặt mà than, đau 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 chết rồi. Người đàn ông đã bước vào căn nhà, trong đó có những vong linh đang ngồi trước bàn mạt trược. Ngươi lại tới rồi, lần này muốn cực những gì? Người đàn ông giơ ngón tay chỉ vào bản thân, vẫn quy tắc cũ, cực mạng của ta. Vong linh cười cợt, nhưng mà tuổi thọ của ngươi đã sắp thua hết rồi gã chỉ vào người phụ nữ bị trói dưới đất thêm mạng của cô ta đủ không cô gái ủy khuất chỉ biết kháng cự trong tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn thấy ba vong linh trước mặt khiến cô sợ xanh mặt vùng vẫy trong tuyệt vọng vong linh hút dương khí từ bài vị trên bàn sau đó biến thành người phụ nữ xinh đẹp thành giao bắt đầu cực đi nàng cười mị hoặc quả thật là nam nhân ác tâm để có thể lấy được mạng của mình về lại đem cả mạng của người khác tới bàn cược gã chẳng hề có tí cắn rứt lương tâm nào tiến đến bàn cược ta đã chẳng còn mấy ngày sống tiếp nữa cần gì để ý nhiều như vậy xem như cô ta đen đuổi đi mau 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 đừng lề mề nữa thế chấp trước đi ở bên ngoài trần trác vẫn đang ôm cái mũi của mình vong linh tức giận này tên thần kinh ta cảnh cáo cậu bên đó rất nguy hiểm đó nếu cậu gặp chuyện bất chắc trần trác lại chẳng thèm nghe liền hất nó văng ra xa cút đi ta phải đi xem xem cậu trực tiếp đạp trên lưng hổ trèo tường qua tên nhóc không nghe hiểu tiếng người mà sau khi trèo được vào trong trần trác ra hiệu cho mọi người im lặng xịt đều đừng lên tiếng trong phòng đang vô cùng hăng hái đánh bài du khẩu khí cũng lớn đó lần này ta nhất định sẽ thắng cậu vươn người lên cửa sổ phòng hà sao lại không nghe rõ mấy người trong phòng đang đánh vô cùng hăng hái một tên đầu chọc cười ha 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 lại ủ rồi gã đàn ông tức giận đáng ghét bài của mình rõ ràng tốt thế này chờ chút thêm thêm một ván nữa ù rồi lại nợ ta 30 năm nhé gã bốc một quân bài lên không ngừng run rẩy tiểu ca sao thế sắc mặt không tốt a à? ba người cùng uy hiếp gã mau xuất đi gã đàn ông bước ra khỏi phòng trong bộ dạng phờ phạc lại thua rồi sao có thể bây giờ mọi thứ đều xong rồi trần chắc nhìn trên đầu và vai của gã tò mò Hans các ngươi xem ngọn lửa của hắn ta sao lại bé đi rồi. Vong Linh giải thích, hắn đã đem tuổi thọ của mình cực hết Hans, cờ bạc rất gây hại cho con người à. Một giọng nói vang lên, vị tiểu ca này, đừng trốn nữa vào đây chơi đi, người chủ trì đã phát hiện sự xuất hiện của Trần Chắc từ lâu, ia cô phát hiện ra tôi rồi. Thật xin lỗi lẻn vào nhà của cô, nói rồi cậu tiến bước vào phòng, tiểu quỷ lo lắng nắm lấy ống tay áo, Trần Chắc, không sao không sao, tôi đi xem có chuyện gì thôi. Cô ta gọi cậu, tiểu ca mau tới đây ngồi đi, hai người đồng bọn với à cũng mời chào, HEI ha hôm nay vận may rất tốt, còn lật kèo nữa, chân chắc bước tới thì đụng phải người phụ nữ bị bắt cóc. Bây giờ cô ta đã ốm yếu nhìn như già hơn mấy chục tuổi, dương khí cũng bắt đầu cạn kiệt, cậu khiếp vía mà nói, đây là ai? Người đàn ông lên tiếng, mặc kệ cô ta đi, tiểu huynh đệ cậu muốn cực cái gì, bất kể là cậu có muốn có tiền bạc vô tận hay là một người vợ hiền huệ, sức khỏe của bố mẹ hay tiền đồ vô lượng, chúng tôi đều có thể cho cậu. Trần chắc lại tò mò hỏi, người vừa mới đi hắn cược cái gì? Người chủ trì nói, thứ hắn cược là mạng, mạng sao? Cô ta chỉ về cô gái, kết quả thua rồi hai mạng người đó đều giao cho chúng ta rồi nhưng nếu cậu thắng rồi có thể sống lâu trăm tuổi trăm thế tứ thiếp sao nào tiểu ca có muốn thử xem vong minh khuyên can không được đâu trần chắc cờ bạc không tốt không được đụng tới nó vẫn là bình tĩnh chút đi trực tiếp giết chết bọn chúng đi trần chắc lại nói tôi cũng có thể cược nhưng mà các người có biết rút vương bát không nghe vậy ba người kia đều ngạc nhiên rút vương bát cậu là nói cờ bạc chơi rút vương bát trần chắc tỏ ra hiểu biết sao thế rút vương bát chính là loại hình cờ bạc duy nhất được các chiến sĩ tinh cầu vĩ đại công nhận đó lên bài trần chắc cầm bộ bài do vong linh biến ra chia bài vừa chia vừa giải thích một bộ bài bỏ đi hai lá giúp cờ chỉ còn lại một đại vương và tám vị sau khi chia đều những quân bài rút theo thứ tự và xuất bài khi xuất hiện một cặp người cuối cùng chỉ còn lại vương bát sẽ là thua cậu ta vui vẻ he 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 tới đi tôi nói các người không hiểu sao hay để tôi dạy lại lần nữa nhé ba người nghe tên này lải nhải cũng có chút bực mình không cần biết đều biết trần chắc cầm bài của mình lên ia ia tại sao đều ở trong tay tôi thế vong linh nhìn lá bài của cậu cảm thán tay của cậu cũng thối quá đó xem ra tới lúc mình ra tay rồi trần chắc vui vẻ xòe bài cho tên bên cạnh he 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 cậu rút đi gã ta lại dùng mắt xuyên thấu nhưng vong linh nào để điều đó xảy ra lập tức chặn đứng e e, e, e e tiểu tử cậu muốn xem trộm bài sao tìm bổng sao gã không thể nhìn được bài của trần chắc có chút lo lắng ô không phải chứ đây chỉ là lá bài bình thường thôi mà sao lại không nhìn thấu được trần chắc có chút mất kiên nhẫn ngoái ngoái mũi có thể nhanh chút không chờ tới lúc hòa tan luôn rồi vong linh nhìn gã cười hư có bổn đại gia ở đây lũ quỷ vật cấp thấp như các người đừng hòng giờ trò gã liền bắt buộc phải rút bài he 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 nhìn bộ dạng ẻo lả của cậu kia chẳng quyết đoán chút nào gã rút quân bảy nhưng đã bị đổi thành dốc cờ gã biến sắc tiểu tử này rất cổ quái nhanh chóng truyền tin cho đồng bọn rất kỳ lạ tôi không thể xem được lá bài của cậu ta tạm thời đừng khinh suất chờ chút xem sao ba người âm thầm bàn bạc sao con tám cũng tới tay tôi rồi tiểu ca này có chút bản lĩnh đó cho tôi cho tôi chúng ta truyền lại cho cậu ta trần chắc nhìn bài của bản thân không giấu được mà phấn khích Ha 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 tôi sắp thắng rồi để tôi nghĩ xem để tôi nghĩ xem. Bốc lá nào mới được đây? Bà chủ đưa lá bài của ả à cho cậu. Thầm đắc ý. He he không có ai thắng được bọn ta. Đúng đúng chính là lá đó. Mau rút đi. Ai ngờ Trần Trác lại rút lá bên cạnh. Là lá ba. Cậu vui mừng mà ngả bài. Ha 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 chọn đúng rồi. Mình thắng rồi. Ha 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 đây chính là chiến thắng cho người không gian lận. Ba người kia kinh ngạc. Chuyện gì thế? Hả không đúng. Vừa nãy là mình hoa mắt sao? À ta hoang mang. Hắn rõ ràng đã lấy được giúp cờ sao lại biến thành ba. Nghĩ rồi tức giận gào lên a số tuổi thọ ta vất vả lắm mới thắng về ba người vì thua nên đều trở nên dị dạng tức giận mà nhìn về phía trần trác người này rõ ràng là tới gây sự cho hắn chút màu sắc xem thử hư dám tìm tới đây vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí cùng lúc đó cửa phòng cũng bị đóng lại trần trác đã bị nhốt trong phòng với ba con quỷ quái vong linh tức giận ê các ngươi muốn làm gì trần trác lại chẳng mảy may sợ hãi vô tư nói hôm nay gió khá to a à, cửa đều bị đóng lại rồi dọa chết ta cậu nhẹ nhàng đẩy cửa chính ra ai ngờ khiến nó đổ cái rầm trần chắc có chút chột dạ cách cửa nhà các ngươi cũng yếu quá rồi ta thể ta không dùng sức không phải cố ý ba con quỷ lao lên tiểu tử đừng giả điên giả dại bọn ta nói không phải chuyện cánh cửa vong linh chắn trước người trần chắc cười nói e y do thật sự muốn ra tay sao tiểu quỷ mèo lớn cô bé tiểu quỷ và hồ hồn nhào tới Dọa cho ba con quỷ kia hết hồn trần chắc lại gõ đầu nó làm gì vậy kêu gào cái gì không lịch sự tiểu quỷ lấy đồ ăn vật của ta ra đây cô bé liền lấy đồ từ trong người hồ hồn trần chắc nhắc nhở lấy mấy thứ ăn không ngon lấy ít một chút à được ba vong linh có chút sợ hãi hổ hồ hồn này có phải cái con ở cây cầu lớn phía đông không tên gãy cổ đáp hình như là vậy tên chọc còn nhắc lần trước chúng ta qua đường bị nó đuổi theo cắn ta mặc dù nhìn không rõ mặt như nhìn quen quen trần chắc ôm đống đồ ăn vật của bản thân đưa tới trước mặt bọn chúng ngại quá ngại quá làm hỏng cửa nhà mọi người rồi đây là bồi thường cửa nhà mọi người mọi người sẽ không giận chứ ba con quỷ không nhịn được mà cùng nghĩ bọn ta dám sao nữ chủ trong ba bọn chúng tiến lên nhận lấy không có không có ngài đừng khách khí trần chắc lại cực kỳ hào hứng vậy chúng ta tiếp tục chơi cậu lôi điện thoại cất trong người ra chúng ta đêm hôm khuya khoát hành động bí mật đã coi như là bạn bè tốt rồi đến 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 cùng nhau làm kiểu ảnh nào ba con quỷ bàn bạc tên này có chuẩn bị mà đến hảo hán không ngại chịu thiệt trước mắt nhịn ta cũng nhịn đồng ý cuối cùng cậu ta đưa máy ảnh lên cùng tạo dáng ba hai một chụp ở sở cảnh sát trừ ta cục trưởng hai mắt thâm quầng mà vươn vai một cái ha quả nhiên sức lực con người có hạn tốt hơn vẫn nên để cho người trẻ tuổi có cơ hội biểu hiện chuyển giao công việc chỉ cần một cú nhấp chuột cầm điện thoại lên xem thì thấy trần chắc vừa đăng ảnh ể eh, cậu ta còn ghi kèm caption những người bạn mới quen cùng chơi bài tuy vất vả nhưng rất vui đây là đợi đã cục trưởng sốc đến mức đánh rơi điện thoại cái bục liền bật máy tính gõ vài bảng truy nã mình nhớ bọn chúng là tìm thấy rồi đổ mệnh ta quỷ lại là cấp lệ quỷ trần chắc sao lại đi cùng bọn chúng nghĩ rồi nhanh chóng ấn vào còi khẩn cấp toàn thể tập hợp xuất cảnh bên này trần chắc vẫn hào hứng đánh bài ba con lệ quỷ đều thầm than lại thua rồi lại thua rồi tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản đáng ghét không thể lấy lại thọ mệnh của cô gái đó ngay cả tu vi của chúng ta cũng sắp bị tiểu tử này thắng sạch rồi không thể tiếp tục như này phải để hắn lấy chút lợi hại ba con lệ quỷ đã quyết định như vậy chúng cười nham hiểm hi 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 thêm và nữa rút bài ta trước trần chất đáp được a vong linh lại ngăn cản đợi đợi chút có chút không đúng nhưng trần chắc tay nhanh hơn não đã chạm tay vào lá bài cậu liền bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ Hùng đây là đâu vong linh đáp nếu như ta đoán không nhầm ba con quỷ đó bị cậu đánh thắng tới cuống rồi tức tình quỷ vực nơi này có lẽ là cảnh tượng ký ức kiếp trước của bọn họ bọn chúng 80% là muốn lấy mạng cậu trong quỷ vực. Nếu như không nhanh chóng ra ngoài, Trần Chắc lại chú ý đến dị động ở chỗ khác lập tức chạy đi, vong linh bất lực mà gọi với theo, E y cậu đi đâu? Rất nguy hiểm đừng chạy lung tung." Cậu ta thấy một đám đông đang ồn ào, có người nói, "Đại Hỏa Nhi đến xem thử, tên ngốc này ăn trộm còn không thừa nhận, có phải thèm bị đánh không?" Vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì, đánh, hắn thật sự là người sao nhìn thật kinh tởm. Ở giữa đám người chính là tên chọc trong bộ ba lệ quỷ, gã vừa ôm đầu vừa khóc nói, "Không không phải là ta trộm, trần chắc lại phi thân lao vào cậu cười tà mị mấy người dân khó hiểu chuyện gì cậu ta thế mà cầm bài nhảy nhót quanh đám người thiên linh linh địa linh linh thả hắn đánh bài với ta được không trời có tình đất có tình ta đối với bạn đánh bài là thật tình mọi người nhìn cậu ta chỉ trỏ quá dọa dạ người rồi sao lại có một tên ngốc nữa tới mau cách xa hắn một chút không biết có bị truyền nhiễm không trần chắc nắm lấy tay tên chọc kéo chạy như bay đi thôi quay về đánh bài với ta lệ quỷ nhìn cậu cảm động không ngớt vong linh thẩm đoán con quỷ này khi còn sống chắc chắn bị ức hiếp quá nhiều vì vậy mới có oán niệm với con người nặng tới vậy nếu như trần chắc tham gia bắt nạt tại quỷ vực chắc chắn sẽ bị oán niệm của hắn phản phệ nhưng chứng nghiện cờ bạc của một số người còn lớn hơn oán niệm của vong hồn lệ quỷ đầu chọc thầm nghĩ khi còn sống chưa từng có ai giải vây cho mình cho dù là bởi vì mục đích khác nghĩ rồi gác rằng tay khỏi tay trần chắc chỉ về hố đen trên khâu trung đi bên đó bọn họ đang ở bên đó đợi ngươi trần chắc nghi hoặc không hiểu bọn họ ư tại một tòa lâu đài nguy nga có một người phụ phụ nữ đang ngồi xem nhạc kịch cô ta chính là nữ lệ quỷ cô bưng một tách trà tới mời chàng trai khát rồi chứ mau uống đi người đàn ông hỏi nàng vừa rồi ta hát thế nào nàng cười chiều mến mà nói rất hay không chỉ diễn xuất và ca hát giỏi còn có vóc dáng chuẩn đẹp trai này nữa tôi nhìn thế nào cũng không ngại nhìn là biết cô ta có tình ý với chàng trai này cùng lúc đó cổng chính bị người ta dùng lực đạp văng một toán người mặc quân phục bước vào người phụ nữ kinh hãi tư lệnh ngày sau ngài quay về rồi lão tư lệnh tức giận đánh cô ta con đi lại dám lén lút sau lưng ta chàng trai thấy cô ta bị đánh thì vô cùng lo lắng bà trẻ người không sao tư lệnh cũng không quên hành hung chàng trai lão tung cước về phía chàng còn có người thằng chó đẻ lão ra lệnh còn ngây ra đó làm gì bắt hai cầu nam nữ này lại cho ta trần trác nhìn cảnh tượng trước mặt có chút chưa thích ứng được ha đây lại là chuyện gì rốt cuộc có chơi đánh bài không vậy tư lệnh tức giận mà chất vấn triệu tiểu thúy ngươi cũng thật có bản lĩnh trước đây sao không phát hiện cô lẳng lơ như vậy vậy mà lén lút vụng trộm dưới mí mắt ta triệu tiểu thúy chối cãi tư lệnh nói cái gì thân thiếp nghe không hiểu ông ta tức giận tiến đến cho cô một đá mẹ kiếp giả ngu với lão tử chàng trai thấy vậy lao tới tiểu thúy thư khốn kiếp đánh phụ nữ thì tính bản lĩnh gì có năng lực thì nhắm vào ta này ngươi ép cưới tiểu thúy còn mỗi ngày đều đánh cô ấy đến không thành hình người cô ấy yêu người khác là điều đương nhiên ngươi bị cắm sừng là đáng đời bọn ta không sợ ngươi nói rồi liền đỡ cô lên trường thuận tiểu thúy đừng sợ có ta ở đây gã tư lệnh rút súng ra chỉa vào hai người tốt tốt vậy ta thành toàn cho các ngươi xuống âm tào địa phủ làm một đôi uyên ương đi trong tình thế vô cùng nguy hiểm thì trần chắc lại lao vào cậu dùng đầu húc ngã tư lệnh khiến gã bị gã mấy cái xương sườn, mọi người có mặt ở đó đều vô cùng sừng sốt, cậu chống nạch mà chỉ trích gã, thằng chó đẻ lão từ đếm đến ba, thả bạn đánh bài của ta ra, một, gã tư lệnh đau đớn mà chửi, con mẹ ngươi là đôi nào, không muốn sống nữa hả, trần chắc vẫn tiếp tục đếm, hai, à, gã tư lệnh liền ra lệnh cho quân lính, tốt còn ngây ra đó làm gì, bắt hắn lại cho ta, tiện nhân lột ra hắn cho ta, binh lính liền tóm lấy trần chắc, ngươi mới tiện cả nhà ngươi tiện, tư lệnh dám chó, nghe trần chắc chửi tiểu thúy liền cười như được mùa, ha ha ha. Chàng trai bên cạnh ngạc nhiên lo lắng hỏi: "Tiểu Thúy?" Nàng liền đáp: "Trường Thuận em sống hơn 20 năm rồi, vẫn là lần đầu thấy vui như vậy, vậy mà còn có người dám phản kháng tư lệnh, em cũng muốn vực dậy dũng khí một lần, em không tin mệnh, cũng không muốn sống cả đời ở nơi kinh tởm này, Trường Thuận đưa em đi đi." Chàng trai mỉm cười đồng ý: "Được đều nghe em." Chàng nhặt cây thương lên, dũng cảm mà nói: "Vậy đợi ta giết chết tư lệnh, chỉ khi hắn chết rồi, em mới có thể tự do, đợi qua hôm nay, em chính là người vợ danh chính ngôn thuận của Trương Trường Thuận ta rồi, hai chúng ta sinh cùng nơi" chết cùng một quan tài, chàng cất cao giọng hát trầm ấm, quân gia làm việc quá kém, uốn cong cánh chim và hoa, cùng lúc đó lao lên đánh bọn quân lính, giải vây cho Trần Trác. Trần Trác nhìn Trường Thuận vô cùng hâm mộ, ồ oh wow, đẹp trai quá bạn đánh bài. Vong Minh phân tích, quỷ vực này vốn dĩ có lẽ là chiếu lại tạo ngũ kiếp trước của ba con quỷ, chừng nào những quỷ vật chưa tìm được đường đi của chúng Trần Trác sẽ chết, nhưng sự xuất hiện của Trần Trác lại khiến bọn chúng có lựa chọn và suy nghĩ khác, sự tình phát triển đã hoàn toàn thay đổi rồi, đáng tiếc a à, kết quả vẫn không thể nào thay đổi bên này trường thuận vẫn đang múa võ giữa đám người chàng vẫn cao giọng hát nếu như ở trong viện khó yên ổn sao có thể sánh được với tung cánh giữa trời rồi cầm thương lao thẳng về phía lão tư lệnh tiễn ngươi lên đường khiến lão sợ khiếp vía nhưng một tên lính đã cầm kiếm đánh lén tiện nhân dừng tay trường thuận trong một giây bất cẩn đã bị gã chém bay đầu tiểu thúy nhìn người mình yêu chết trước mắt hét lớn trường thuận trần chắc cũng bị cảnh này dọa ngất đi đến khi tỉnh lại lần nữa đã bị trói trên cột cao hử đây là bên cạnh còn có tiểu thúy ngươi tỉnh rồi sao trần chắc lại chỉ thấy khá nước ể hử khát a à tiểu thúy buồn rầu xin lỗi liên lụy ngươi ngươi xem trường thuận chết rồi ta cũng không sống được bao lâu cuối cùng vẫn là không đấu lại vận mệnh vong linh buồn rầu mà khuyên nhủ trương trường thuận bị chặt đầu triệu hiểu thúy cũng bị thiêu chết theo vận mệnh đã định chúng ta không thay đổi được kết cục trần trác lại vô tư mà nhìn lên trời ế mau nhìn con chim trên trời đó ỉa chưa nói xong thì đã bị át bởi tiếng chửi rủa của mọi người ở bên dưới thứ không biết vô gì mất mặt đúng vậy mà phụ lòng một nam nhân tốt như tư lệnh còn không đi chết đi một người trong đó độc ác mà ném mồi lửa về phía họ con đi thiêu chết ngươi lửa bùng lên Trần Trác nổi giận, mẹ kiếp chơi chán chưa, trận bài còn có thể đánh không vậy, cậu bùng phát sức mạnh làm đứt dây chói. Vong Linh sốc nặng khi biết cậu ta chỉ quan tâm đến trận bài, hả cậu vẫn nhớ Nhung đánh bài sao? Cậu nhấc mạnh cái cột đang cháy lên, gằn giọng, Triệu Tiểu Thúy không sai, Trương Trường Thuận cũng không sai, đây chính là sức mạnh gia trì đánh đổ cây liễu. Người sai là các ngươi, nói rồi quật về phía đám người, đều cút đi cho ta. Tiểu Thúy cảm động nhìn khung cảnh trước mắt, hắn hắn vậy mà. Mọi người đã bị hoảng loạn bởi đám cháy, không còn ai quan tâm hai người, mang nước tới a, à? mau dập lửa, Bên đó cũng cháy rồi. Trần Trác bước đi hiên ngang giữa đám cháy, ba vong linh hiện nguyên hình, nói với cậu, "Quỷ vực sắp biến mất rồi, bọn ta đã lang thang ở đây rất lâu. Vậy mà chưa từng nghĩ, có lẽ còn có một khả năng khác, nếu như lúc đầu có người giống như cậu chúng tôi có phải sẽ không chết đi với oán niệm mạnh như vậy không?" Trần Trác lại đáp, "Nay có cái gì mà oán với chả không oán, người khác mắng các ngươi các ngươi liền đánh lại, chuyện đơn giản bao nhiêu." Bọn họ nghe vậy cười đồng ý. "Ha ha đúng vậy cậu nói đúng." Trần Trác lại tỏ vẻ bình thường mà phán, "Dù sao tôi biết điên là thế giới này." không phải các người rồi xoay bước ra khỏi mộng cảnh về lại thế giới thực trần chắc cầm lá bài cười nói vì vậy đừng lề mề nữa mau chóng sửa bài đầu chọc lại tỏ vẻ chán nản hai đột nhiên cảm thấy không có hứng thú gì thắng thua có gì đáng để bận tâm chứ trần chắc tức giận mà nắm lấy lớp da của gã hả ngươi nói cái gì hả củ khoai lang này thua không chịu nổi muốn chạy trốn đúng không gã hoàng sợ lắp bắp không không có sao có thể trần chắc ném mạnh gã lên bàn vậy thì tiếp tục tấm này của ta tất thắng vì vậy chuẩn bị vỗ tay cho ta đi các bạn cậu nhảy múa ăn mừng tiểu thúy khóc không ra tiếng nói tôi nói này tiểu ca cậu cứu chúng tôi rồi chính là để thắng sạch tu vi của bọn tôi để bọn tôi hồn phi phách tán sao cảnh sát đã mai phục ở ngoài cổng nhà ca ca tiến đến cục trưởng xin chỉ thị cục trưởng nổi nóng còn chỉ thị cái gì trực tiếp lên đi cục trưởng và đám cảnh sát hùng hổ xong vào trần chắc ta tới cứu cậu đây khi vào đến cửa thì ngạc nhiên thấy cả đám tụ năm tụ bảy đánh bài ể trần chắc còn cười khoái chí ha 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 đừng có chơi không nổi mau giao tiền ra đặt cược cục trưởng có chút giờ khóc giờ cười trần chắc Trần Trác đã chú ý thấy cục trưởng đã đến, ta mị cầm lá bài mà nói, ông đến rồi. Tôi đang muốn đi tìm ông, đến cùng nhau đánh hai ván, cục trưởng giữ người, a à, cái này, đương lúc này thì ba lệ quỷ nhào tới, cục trưởng cẩn thận, ai ngờ ba con quỷ lại dập đầu. Khẩn khoản mà cầu xin, các người là cục cảnh sát trừ ma đúng không, mau bắt chúng tôi đi, xin đó, tiếp tục chơi nữa mạng quỷ này của ta không còn nữa, ca lên tiếng. Cục trưởng màn hình hiển thị là du hồn, bọn chúng không phải là lệ quỷ sao, cục trưởng cũng không biết đành hỏi, để chuyện gì vậy, tiểu thúy chỉ về phía trần Trác mà cáo trạng hắn tu vi đều thua bởi hắn rồi trần chắc ngồi ngoái mũi có chút không đồng tình để vu cáo tôi làm gì vận may của các ngươi quá thối thôi cô gái bị trói bây giờ mới lên tiếng vì nàng bị bịt miệng nên chẳng ai quan tâm bây giờ thấy cảnh sát lập tức cử động cục trưởng nhìn về phía nàng ta chuyện gì vậy ở đây sao vẫn còn con tin sau khi dây trói được mở lộ ra một dùng nhan xinh đẹp ca ca ghé sát tai cục trưởng mà nói nhỏ cục trưởng người này nhìn thật quen mắt hình như chính là thiên liêm mất tích của ngô gia ngô gia ban ngày tới báo án chúng ta còn không nhận cục trưởng vui mừng a ha vậy chúng ta còn thuận tiện tìm được người mất tích sao cả hai không nhịn được cùng nghĩ trần trác thật ghê gớm sau khi mọi chuyện được giải quyết cục trưởng vui vẻ mà chỉ đạo được rồi mọi người đi đi làm xong thì nhanh chóng chốt tim hà ba lệ quỷ mừng như chảy hội cảm ơn trời đất cuối cùng cũng không cần rút bài nữa giáo quan mọi người thật là người tốt sau này chúng tôi nhất định làm quỷ cho tốt trần trác quan sát thấy trời mưa cậu chắn nản nói a trời mưa rồi vậy mình cũng không chơi nữa nên quay về ngủ thôi cục trưởng gọi với theo đợi đã trần trác mưa rồi ta phái xe đưa ngươi quay về không cần hộp đen nhỏ đó của ông quá chậm rồi ca ca hoảng sợ mà chỉ về phía trần trác cục cục trưởng tiểu nữ quỷ đó và hổ hồn sao một con lệ quỷ trung kỳ một con lệ quỷ hậu kỳ rồi cục trưởng ngạc nhiên cái thứ gì đều đều trở nên mạnh rồi trần trác rốt cuộc làm thế nào được trần trác có vẻ đã bị cảm cậu liên tục hắt xì mèo lớn nhanh chút nữa hôm sau trần trác ngủ như chết cậu vừa mở mắt ra thì đã thấy một bóng người cười nham hiểm cầm một ống kim tiêm siêu to khổng lồ đứng trước giường cậu hốt hoảng bật dậy a à, viễn hầu nhi hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống cậu tay đấm chân đá nhưng lại bị người đó dễ dàng né được đáng ghét mấy y tá nghe động tĩnh cũng lập tức chạy tới trần chắc xảy ra chuyện gì chúng tôi tới giúp cậu mọi người đến đúng lúc lắm mau giúp tôi bắt a viễn hầu nhi hắn muốn đánh lén tôi người được cậu gọi là hầu nhi chính là bác sĩ a viễn bác sĩ trị liệu chính của cậu a viễn đẩy đẩy mắt kính tôi nói cái gì cũng phải tiêm cho cậu ấy một mũi mấy y tá lại vô cùng nhiệt tình tốt giao cho chúng tôi đi nói rồi người nắm chân người nắm tay trần trác kéo cậu thành hình chữ đại mọi người bác sĩ a viễn can dặn giữ chặt rồi cười cầm kim tiêm bước tới trần chắc run rẩy a a viễn hầu nhi đừng đừng tiến lại gần tôi a à, tiếng hét vang vọng cả bệnh viện vong linh thấy vậy cũng cười trên nỗi đau của cậu a à, học được rồi viện trưởng núp ngoài cửa phòng quan sát vừa quan sát cậu vừa gọi điện thoại chuyện trần chắc tối qua chạy ra ngoài vậy mà cậu bây giờ mới nói với tôi cậu không phải nên liên lạc với tôi đầu tiên sao viện trưởng ra hiệu cho a à viễn hắn hôm qua dầm mưa còn cảm cúm rồi cậu có biết tiêm cho hắn khó thế nào không cục trưởng chu cậu bớt lấy lệ quỷ qua quýt với tôi tôi không nghe tôi không nghe trần chắc sau khi bị tiêm thì như một xác chết biết đi viện trưởng vẫn đang trách mắng đừng xảo biện cũng đừng nói với tôi cậu đang trên đường bệnh viện tâm thần thanh sơn chúng tôi không hoan nghênh cậu trần chắc mệt mỏi lết ra sân phơi nắng quần áo trắng quả nhiên không có ai tốt bọn họ đều giúp a à viễn hầu nhi không giúp mình cậu đang đau khổ trách cứ thì ưu ưu xuất hiện ta ra trần chắc nghĩ gì thế cô đem bánh cho cậu ể ê, ê tiểu cầu cầu đây là cho ta sao đúng vậy đều là đích thân tôi làm đó trần chắc ăn lấy ăn để, hoa thơm quá còn ngon hơn tất cả những món thịt ta ăn yêu yêu nhìn trần chắc cười nói ha ha cậu ăn chậm thôi những cái này đều là của cậu nhờ phúc của cậu lần trước uống xong nước cậu đưa cơ thể của tôi vậy mà khỏe mạnh một cách kỳ tích rồi tôi lại có thể quay lại cục cảnh sát trừ tà làm việc rồi cậu vui vẻ nói nay có gì đâu chứ chúng ta là bạn bè tốt mà trần trác thật không biết nên cảm ơn cậu thế nào cô ngại ngùng nghĩ mình tìm hiểu qua bối cảnh thân thế của trần trác sinh ra mắc bệnh tâm thần cha mẹ bỏ rơi lớn lên trong bệnh viện tâm thần cơ bản chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài thật hy vọng sau này mình có thể chiếu cố cậu ấy nhiều hơn trần trác nếu như cậu không chê, tôi cũng đồng ý trở thành nhà. Chưa nói hết câu thì bị một giọng nói cắt ngang, Trần Trác, tìm thấy cậu rồi, cô gái tiến tới đưa tay ra. Cậu còn nhớ tôi không? Tối qua cậu đã cứu tôi, tôi đặc biệt tới xin lỗi cậu. Cậu nhớ tới khuôn mặt xấu xí đêm qua. Nghĩ, độ giống nhau 99%, quả thực là cùng một người, có chút ghét bỏ mà nhìn nhìn, xin lỗi ư? Gì? Chu Ái Quốc đứng gào ở cổng bệnh viện, vì sao không để tôi tiến vào? Ông nội ngươi mở to mắt ra nhìn cho rõ, ta là trưởng cục cảnh sát trừ tà Chu Ái Quốc. Ta đến mấy lần rồi, viện trưởng lý của các ngươi là bạn tốt của ta người gác cổng cũng gào lại tôi mở to mắt rồi viện trưởng chúng tôi đặc biệt dặn dò vì để ngăn chặn cục cảnh sát trừ tà tới chỗ chúng tôi trộm người sau này ra vào viện tâm thần đều phải đăng ký nghiêm khắc nhận được dấu phê duyệt của ngài ấy mới được cục trưởng nắm lấy thanh rào mà tức giận đến run người trộm người sao ông bỗng thấy lý viện trưởng đi ngang hớn hở mà gọi lý viện trưởng ông mau nói với bảo vệ để bọn ta vào đi lý viện trưởng đứng ở bên trong nói muốn đi vào có thể các ngươi đăng ký chưa cục trưởng vui vẻ đưa giấy ra đăng ký rồi đây không tin ông xem Lý Thanh Sơn lại hỏi, bên trên có con dấu của ta không? Không có tôi cũng không vào được sao có thể tìm ông đóng dấu đây? Viện trưởng bắt bẻ, ô vậy không thể vào, quy trình này phải được tuân thủ nghiêm chỉnh. Người đàn ông tóc vàng đi theo cục trưởng nói nhỏ. Cục trưởng Chu, đây hình như là một vòng lọc khép kín, hắn hình như đang cố ý làm khó ngài. Cục trưởng tức giận, vậy ông bây giờ đóng dấu cho ta không được sao? Viện trưởng lại tỏ ra hết cách, bây giờ ư, xin lỗi, hôm nay không mang. Lý viện trưởng tôi thừa nhận tôi mang đến cho bệnh viện chút phiền phức, tôi bồi lễ xin lỗi ông được không? Viện trưởng vẫn một mực không được bệnh viện chúng tôi không hoan nghênh anh cục trưởng cay cú ông đừng như vậy tôi thật sự có chuyện gấp nói rồi chỉ chỉ về người đàn ông tóc vàng người đó nhìn thấy chưa ngô bá thông chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản phong đằng đệ nhất phú hảo ở thành phố kim hải chúng ta tối qua tôi và trần trác chính là cứu thiên kim của hắn hắn đặc biệt đến đây để cảm ơn trần trác viện trưởng nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt niềm nở chuyện này sao cậu không nói sớm trần trác ta nhìn nó từ nhỏ lớn lên giống như con trai ruột vậy mau mở cổng đừng làm chậm trễ người ta sau khi hai người đi vào Viện trưởng vui vẻ mà nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Tôi và cục trưởng Chu đều là bạn tốt, thỉnh thoảng thích đùa nghịch, ha ha ha. Vừa bước vào thì thấy hình ảnh đại tiểu thư đang bị Trần chắc xua đuổi. A à, cậu, tôi cảm ơn cậu. Cậu lại ném xương vào tôi. Vong Linh thấy vậy thì thầm than, ai ai tên này ở đồn cảnh sát đã nếm được vị ngọt học xấu rồi. Người ta không phải là không mang quà cảm ơn sao? Viện trưởng hốt hoảng. À, tại sao lại đánh nhau rồi? Cục trưởng thấy cậu thì lập tức nói, động động yêu tôi đến thăm cậu, yêu yêu không ngờ cục trưởng cũng tới, lập tức gọi cục trưởng. Yêu yêu cô đã hồi phục hoàn toàn rồi vâng nhiều phúc của trần chắc cậu ấy thật là thần nhân ngô bá thông hỏi con gái huyên kỳ sao thế có cảm ơn trần đại sư hẳn hoi không cô ta mè nheo mà nói ba con xin lỗi cậu ấy cậu ấy hình như đặc biệt không thích con còn ném xương vào con viện trưởng nghe vậy thì vô vùng giận cái gì ngô tổng ngài yên tâm tôi đi dạy dỗ nó nói rồi liền tiến tới gần trần chắc, người ta ở xa tới cảm ơn ngươi sao ngươi có thể không lịch sự như vậy ai ngờ trần chắc đứng hẳn lên ghế bày ra tư thế phòng ngự bác sĩ ta và ông không đội trời chung nói rồi đấm vào giữa chán bác sĩ một cái Viện trưởng hoảng sợ lùi xa 10 mét, cậu ấy vừa được tiêm một mũi sáng nay, bây giờ vẫn khống chế không tốt a. À? Cục trưởng liền sung phong, hay là để ta nói chuyện với cậu ấy thử. Tiến đến vỗ vai, động động yêu có chuyện gì thế, có thể nói với tôi không? Trần chắc phản nàn, còn có thể là chuyện gì, nhìn xem tiểu cầu cầu tận tay làm nhiều đồ ngon như vậy cho tôi. Đây mới là tới cảm ơn a. À? hai người họ tới tay không, đến cảm ơn ai chứ? Mọi người nghe lý do thì có chút cạn lời, thì ra là như vậy. Sau khi biết rõ được lý do, ngô bá thông tiến đến, ha 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 trần đại sư cực lì cảm ơn ngài tối qua đã cứu con gái ta hôm nay là chúng tôi sơ ý đến tay không không chuẩn bị quà cảm ơn nói rồi lấy từ trong ngực ra một tờ chi phiếu hay là cậu thấy như này được không tấm chi phiếu này cậu tùy ý điền coi như đây là chút thành ý của chúng tôi trần chắc lại nhớ đến một cảnh trong phim tấm chi phiếu này tùy ý cậu điền đừng làm phiền vợ ta nữa chi phiếu ư đây chính là chi phiếu sao cậu nghĩ nghĩ rồi nhảy cẫng lên chi phiếu tôi muốn chi phiếu viện trưởng thấy vậy có chút thở dài tiểu tử này mới quen chu ái quốc mấy ngày sao lại vật chất như vậy rồi ngô bá thông liền đưa chi phiếu cho cậu ta dễ nói dễ nói đại sư cậu tùy ý điền bao nhiêu lấy bấy nhiêu viện trưởng thấy cảnh này quả có chút khó tiếp thu cũng thật sự đưa à sau khi nhận chi phiếu trần chắc liền đặt nó xuống đất rồi đếm đơn vị chục trăm nghìn triệu tỷ cậu xác nhận lại một lần nữa thật sự điền bao nhiêu cũng được sao ngô bá thông tự tin đương nhiên có thể mọi người đều tò mò con số mà cậu viết điền bao nhiêu vậy trần chắc vui vẻ viết xong rồi sau khi đưa tờ chi phiếu ra ngô bá thông sững người hắn là muốn viết 9999 n số 9 đi, cái này cũng quá không khách khí rồi, mình sao có thể đưa được. Lão khó xử nói, Lý viện trưởng sợ là như này cũng quá qua quyết rồi, vẫn là rất khó đến gần Trần chắc đại sư, có thể nghĩ cách giúp tôi kéo gần chút quan hệ không? Lý viện trưởng cam đoan. Ngầu yên tâm, giao cho, cục trưởng lại cắt ngang, Ngô tiên sinh yên tâm, chuyện này giao cho tôi đi, Lý viện trưởng tức giận, lại là ngươi. Cục trưởng liền sáp lại Trần chắc mà dụ dỗ, động động yêu người thật lòng muốn cảm ơn cậu. Chi bằng cậu chọn chút vật dụng thực tế đi, đồ ăn ư, đồ ăn gì tôi ăn no rồi ơ không phải tôi nói là vật dụng thực tế bay trên trời chạy trên mặt đất ăn được dùng được mặc được chi phiếu đó đối với cậu là tờ giấy vô dụng cậu phải chọn chút đồ cậu dùng được hoặc là cái gì trong mơ nhưng không có được nghe vậy cậu ta nhớ đến hình ảnh yêu yêu mặc đồ cưới vô cùng xinh đẹp vong linh lập tức đánh cho cậu ta tỉnh táo ai à trần chắc cậu có biết ngại hay không vậy trần chắc quệt máu mũi vậy được rồi tôi nghĩ kỹ rồi hửng cậu sao thế không sao đa tạ nhắc nhở động động thất ông quả nhiên là chiến hữu tốt của tôi nói rồi hét lên hộp đen tôi cũng muốn một cái hộp đen cục trưởng hoang mang hộp đen xe hơi ư ngô bá thông có chút khó chấp nhận không tin tưởng mà hỏi ạc trần đại sư có thể lái xe sao viện trưởng lắc đầu nghĩ cái gì vậy chắc chắn không thể cục trưởng thuyết phục động động yêu hay là cậu nghĩ lại đi trần chắc nhất quyết không ý tôi đã quyết nếu như có hộp đen tôi sẽ không bị ướt cũng sẽ không chịu nỗi đau ra thịt tôi chính là muốn hộp đen ngô bá thông cười nói trần đại sư ngài muốn xe hơi không vấn đề gì nhưng sự việc trọng đại cần cục trưởng chu và lý viện trưởng đồng ý mới được bọn họ không đồng ý tôi tặng rồi cũng vô nghĩa đúng không hai người kia bị quăng vấn đề nan giải vô cùng sầu não làm sao giờ để người tâm thần lái xe mình sợ là phải nghỉ hưu trước thời hạn rồi sao bây giờ từ chối rồi tình bạn này có đến bờ vực sụp đổ không trần chắc năn nỉ động động thất ông do dự cái gì lẽ nào ông phản bội tinh cầu sao cục trưởng khó xử nói tôi tôi không có cuối cùng hét lên tôi không ý kiến trần chắc vốn thuộc về bệnh viện quản lý vẫn nên để lý viện trưởng nói thì hơn lý thanh sơn chửi thầm trong lòng cái gì ngươi dũ cũng sạch sẽ lắm Trần chắc nghe vậy thì hùng hổ tiến về phía viện trưởng. Tôi hiểu rồi, là áo blue trắng đã gây ra chuyện không đồng ý này đúng không? Viện trưởng hoảng sợ. Ta ta cũng đồng ý. Nhưng ngươi phải có một tài xế mới được. Trần chắc cáo kỉnh. hả tôi là chiến sĩ cao quý nhất tinh cầu, tôi không cần. Cục trưởng giải thích. Động động yêu lý viện trưởng nói đúng. Ngươi có thân phận phải có tài xế. Á à, thì ra là như vậy a. À. Yêu yêu ngại ngùng giơ tay. Cái đó Trần chắc sao cậu có thể tự mình lái xe chứ? Hay là tôi tới làm tài xế cho cậu? Cục trưởng vui mừng. Đúng sao mình lại không nghĩ tới? Có yêu ưu ở đây. Trần Trác và cục cảnh sát chẳng phải là đã buộc lại với nhau rồi sao? Trần Trác cầu còn chẳng được, vậy cũng chính là nói cô muốn làm. Vong Linh ở bên cạnh kêu gọi cậu ta. Ê tôi khuyên cậu đừng có mà nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp lại ngơ ngẩn như vậy. Trần Trác lập tức ngồi xuống ghế, tỏ vẻ cao nhân nói, đồ đệ. Vong Linh bất lực, hả cái gì vậy? Mọi người ngạc nhiên đưa ra, chỉ có cục trưởng nhảy số nhanh. Cậu cậu đây là muốn thu cô ấy làm đồ đệ. Yêu yêu cô đồng ý không? Yêu yêu liền cúi đầu. Tôi tôi đồng ý. Sư phụ xin nhận của đồ nhi một lại. Vong Linh cảm động khóc ròng không ngờ sau khi trở thành vong linh còn có thể cảm nhận niềm vui thu đồ đệ trần chấp móc trong túi quần ha 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 tốt ta có đồ đệ rồi để ta nghĩ thử tặng con cái gì mới tốt vong linh lại nhanh nhạy để ta để ta nghĩ xem cuối cùng móc ra một cái lục lạc tặng con lục lạc đi không có chuyện gì thì nghe thử vong linh lại giải thích về món đồ vậy cái này đi bách hồn linh có thể xua đuổi tà ma đến gần dựa theo đẳng cấp năng lực của người đeo khi người đeo càng trở nên mạnh mẽ hơn có thể gọi là tà ác bất xâm mọi người đều kinh ngạc về món đồ viện trưởng kinh hoàng mà cầm lấy xem xét đây là bách hồn linh hàng thật giá thật có nó làm bùa hộ thân lệ quỷ các thứ không thể đến gần yêu yêu cô kiếm lời rồi yêu yêu cũng kinh ngạc cái gì trần chắc cướp lại đưa cho yêu yêu đây là quà của tiểu cầu cầu không phải cho ông yêu yêu vui vẻ cảm ơn sư phụ cục trưởng dò hỏi a à, xin lỗi tôi chỉ xem thử sư không phải trần chắc à cậu có thu đồ đệ không trần chắc tỏ ý chê bai không thu ông lớn tuổi rồi ngô bá thông thấy vậy ý vậy mà tùy tiện có thể lấy ra bảo vật như vậy chỉ cần làm tốt quan hệ với hắn hay hay gã niềm nở nói đại sư chọn ngày không bằng gặp ngày chúng ta bây giờ liền đi mua xe đi trần trác hai mắt sáng long lanh cái gì bây giờ có thể đi mua hộp đen sao đương nhiên rồi không biết cục trưởng chu viện trưởng lý thế nào rồi hai người kia lại bị gọi hồn có chút mất mát nói tôi tôi không có ý kiến viện trưởng lý thấy sao hả vậy tôi tôi cũng không có cậu vui vẻ is yes. đồng đồng yêu sắp có hộp đen rồi một lúc sau sáu người đi vỉa hè yêu yêu nhìn đống quần áo mới trần trác mặc trên người thắc mắc hả sư phụ đống quần áo này là đồng đồng thất mua cho tôi đó cậu còn tự tin mà chỉ vào áo còn chưa cắt tác nói là trang phục chiến đấu thử nghiệm mạnh nhất mà tinh cầu bí mật nghiên cứu ra thế nào nhìn có lợi hại không yêu yêu nghẹn lời ồ ồ huyên kỳ con gái của ngô bá thông tiến lên tỏ vẻ thân thiết trần đại sư chỗ quần áo này có là gì chờ lát nữa những chiếc xe cậu chọn còn lợi hại hơn nhiều trần chắc lấp lánh nhìn cô ta thật sao vậy tôi được chọn một cái lợi hại nhất sao đương nhiên là được cô ta rất tự nhiên mà khoác lấy cánh tay trần chắc vậy chúng ta đi thôi phương thức tiếp cận nguyên thủy như này khiến yêu yêu có chút choáng váng huyên kỳ thành công khiến cậu chú ý ngài muốn có chiếc xe như thế nào ô vẫn chưa nghĩ xong cục trưởng thấy vậy thì nhắc nhở yêu 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 a à cô phải chủ động lên chút học hỏi người ta cô và trần chắc phải giao lưu nhiều thì mới thân thiết được yêu yêu bất đắc dĩ nói ha ha, nhưng tôi cũng không có sở trường gì a à. cục trưởng lại nhắc nhở đều là vì đồn cảnh sát mà ách vậy được bên này trần chắc và huyên kỳ vẫn đang trò chuyện cô ta không có ý định buông cánh tay cậu vậy trần đại sư thích chiếc xe thế nào riventon la ferrari agora hay huayra hay ccxr trần chắc nghe mấy thương hiệu xe mà đau nhức cả đầu cái gì thế nghe không hiểu a à, nhưng chiến sĩ tinh cầu đồng đồng yêu không thể có điểm yếu vì thế cậu đáp tôi tôi thích ufc vong linh nghe mà tức điên không có loại đó đâu nếu không hiểu thì đừng giả vờ hiểu nữa ai ngờ ưu ưu tiến lên tôi tôi cũng vậy tôi cũng thích loại xe như ufc trần chắc nghe vậy lập tức bỏ rơi huyên kỳ a ah, ha 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 không hổ là học trò ngoan của ta hai chúng ta thật có mắt nhìn ừm ừm huyên kỳ có chút không theo kịp suy nghĩ của hai người ufc là loại xe gì vong linh có chút không biết làm sao a à, mình mệt quá mình muốn được yên tĩnh mấy người cùng vào xe của ngô bá thông để đi mua sắm cục trưởng vui vẻ nói với viện trưởng viện trưởng lý ông cứ yên tâm đi trước khi trời tối tôi tuyệt đối sẽ đưa trần Chắc trở về không có chuyện gì đâu sau khi mấy người trần Chắc rời đi có một chiếc xe chạy tới có hai người bước ra tiến đến thật xin lỗi làm phiền chút thôi xin chào ông cụ cho hỏi chỗ này là bệnh viện tâm thần thanh sơn sao viện trưởng diêm hai chữ ông cụ muốn tới tìm rắc rối sao tên to như thế này còn không rõ ràng hơn mình sao thế là liền đáp không phải tên thanh niên lập tức chỉ chỉ ha vậy tấm biển này không phải một người khác lại nói này ông cụ là thế này chúng tôi nghe nói trần trác đại sư vẽ phù chú rất lợi hại đặc biệt tới để phỏng vấn và muốn xin cậu ấy vài lá viện trưởng lại thầm xì một tiếng trần trác bây giờ trở thành người nổi tiếng rồi sao đáp thật không may rồi cậu ta không ở đây cậu ta vừa đi thì các cậu tới hai tên này thật không biết nhìn sắc mặt người khác đã thế còn hào hứng ai ra vậy ông cụ trần trác đại sư lúc nào trở về a à? chúng tôi có thể chờ hoặc ngài giúp chúng tôi liên lạc một chút đi viện trưởng trực tiếp bị chọc giận ông cụ ông cụ ông cụ con mẹ nó mở miệng là gọi ông cụ tôi giả thế sao, tôi mới 38 tuổi thôi. Lập tức đẩy hai người kia vào xe, được rồi, được rồi, mau đi đi, đây là bệnh viện, không phải chỗ vẽ bùa, vẽ bùa thì vào liên quân nha, đấy là tôi thêm chứ viện trưởng không có nói. Ha ông cụ vậy ông cụ, ông giúp chúng tôi nói với cậu ấy nhé, viện trưởng Jim hai tên này, muốn vẽ bùa lại còn gọi ta là ông cụ, nằm mơ đi. Bên phía Trần Trác đã tới được chỗ mua xe, đón tiếp cậu là hai hàng người cúi đầu, chủ tịch Ngô hoan nghênh quý khách, khung cảnh như đón tiếp tổng thống. Ngô Bá Thông bước xuống, bộ dáng đại gia chỉ về mấy người phía sau, sắp xếp nhân viên lập tức tuân lệnh đưa trần chắc đi chọn xe chứ không cần phải tiếp đất luôn ngô bá thông trong lúc rảnh rỗi liền hẹn cục trưởng cục trưởng chu tôi đã đặt bàn ở khách sạn kim giang lát nữa cùng nhau ăn cơm đi ha 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 được chủ tịch ngô tốn kém rồi nhân viên cửa hàng thi nhau giới thiệu các con xế sĩ nhất cho cậu trần tiên sinh ngài cứ lựa chọn thoải mái trần chắc ngồi thử vào xe màu đỏ yêu thế nào nhân viên cửa hàng tấm tắc màu đỏ rất đẹp đặc biệt hợp với khí chất của ngài cậu lại ngồi lên một xế khác vậy cái này thì sao cái này càng hợp với ngài hơn trần chắc lại dựa vào một chiếc khác nhưng tôi cảm thấy chiếc xe này cũng không tồi wow tuyệt đối hợp với ngài dĩ nhiên nguyên tắc của nhân viên thì càng đắt càng hợp ai mà quan tâm nó hợp hay không chứ miễn mắt là đẹp kpi của năm nay đã hoàn thành rồi ai rồi cũng bị gì kpi thôi nhân viên đang ăn mừng thì trần chắc lại chú ý đến một chiếc xe khác nhìn nó hoàn toàn không có vẻ gì là nổi bật dễ thương quá tôi muốn nó không chọn nữa nhân viên ở đó đều hóa đá trước sự quay xe này ngô bá hỏi đại sư ngài thật sự nghĩ kỹ rồi chứ chiếc xe này không đáng giá bao nhiêu đâu trần chắc chơi bài ăn vạ ta mà kệ ta chỉ muốn nó đại sư đừng tức giận đừng tức giận quẹt thẻ bây giờ lái đi sau khi quẹt thẻ trần chắc vui mừng mà lên xe tuyệt mình có hộp đen rồi nhân viên cửa hàng tức giận nuối tiếc mà nước mắt dòng dòng tuyên bố hôm nay là ai đem chiếc xe đó đặt ra ngoài thế tôi đơn phương tuyên bố kẻ đó chính là kẻ thù cả đời này của tôi yêu yêu lái xe chú ý đến sắc mặt cậu không tốt liên quan tâm hỏi sư phụ ngài sao thế tâm trạng không tốt sao trần chắc tỏ vẻ không vừa ý cái hộp đen này cũng quá chậm rồi đồng đồng thất bọn họ sao lại đi trước tôi yêu yêu bất đắc dĩ nói Ha sư phụ xe của chúng ta vốn dĩ không nhanh được bằng họ mà trần chắc lại chỉ về xe của ngô bá thông có đó cô tăng tốc lên những cái khác giao cho tôi yêu yêu liền nhấn ga tăng tốc chiếc xe liền phóng như điên trong xe ngô bá và cục trưởng đang trao đổi cục trưởng chu ông và trần đại sư quan hệ rất tốt có thể nói giúp tôi vài lời không cái đó trần đại sư cứu con gái của tôi lại có sự cổ vũ của ông tôi bây giờ chẳng tin được ai chỉ tin mỗi trần đại sư thôi công trường đó của tôi tự nhiên vô duyên vô cớ chết mất bốn người rồi còn không tìm ra nguyên nhân nếu còn không khởi công thì tổn thất này không gánh nổi a. À. cục trưởng đành đáp vậy tôi hỏi giúp cậu, cậu ấy thật sự thích nói đạo lý, nhận xe của cậu rồi chắc vấn đề cũng không phải lớn. huyên kỳ lại xen vào cuộc trò chuyện của hai người, hả nếu muốn nói chuyện với trần đại sư có phải đuổi theo cậu ta trước không? mọi người xem phía sau kìa. hai người vừa mới nhìn ra cửa sổ xe đã thấy hình bóng trần chắc lướt qua, cậu ta còn cười vô cùng đắc ý, đồng đồng thất ha 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 có bản lĩnh thì đuổi theo tôi đi, ha 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 e i, -i -a, cái xe nhỏ đó của các người làm sao lái nhanh như thế được. cục trưởng thì lén gọi cho yêu yêu. Yêu yêu yêu, cô làm gì thế, phóng hỏa tiễn sao? Muốn bay lên trời hả? Yêu yêu cũng chẳng còn cách nào đáp, tôi cũng không biết là tình huống gì, chiếc xe này hình như nhanh hơn tốc độ bình thường, cục trưởng hết cách. Ôm đầu, được thôi, cô xem như thế, trực tiếp đem cậu ta tới khách sạn Kim Giang đi. Ngô tổng muốn mời chúng ta ăn cơm, đã rõ ạ. À. Sau khi ăn cơm xong, hai chiếc xe lái đến một khu công trường, tới rồi chính là chỗ này. Ngô bá giới thiệu với Trần Trác, người đang ôm con tôm hùm đi theo để gặp, từ sau khi những chuyện đó liên tiếp xảy ra, tôi không dám thi công nữa mượn người khóa lại chu ái quốc sợ cậu không giúp nên đành nói khéo đồng đồng yêu cậu nhìn ngô tổng mời cậu ăn nhiều đồ ngon như thế lát nữa giúp người ta chút có được không ừ biết rồi ngô bá run rẩy mở khóa tôi đi mở khóa trước ha tay sao lại không nghe lời rồi vì quá sợ hãi nên mãi vẫn chưa mở được trần chất tiến tới để tôi làm cho cậu dùng con tôm hùng trên tay đâm vào ổ khóa vong linh âm thầm dùng đầu khóa mở cửa được mở được rồi có thể vào rồi bốn người đi vào nhìn quanh vô cùng hoang tàn heo hút yêu yêu lên tiếng cục trưởng ông nghe có âm thanh cục trưởng thắc mắc chủ tịch ngô cậu không phải nói đình công rồi sao sao lại có người a à? làm làm gì có người a à? đó không phải công nhân của tôi hai người còn lại kinh ngạc hả ngô bá lại nói chờ chút tôi nghe thấy hình như âm thanh truyền ra từ bên đó chỉ về phía trên trên trần đó là nơi xảy ra chuyện ngô bá thông run rẩy mà như lấy cánh tay của chu ái quốc cục cục trưởng chu ông là cục trưởng chắc chắn cũng có pháp lực cao thâm a à, ông phải bảo vệ tôi a à. cục trưởng và ưu ưu đi bên cạnh cũng run rẩy không kém cố gắng cố gắng hết sức a à, nhưng mà lão ca cậu không phải sớm đã đình công rồi sao tòa nhà này sao còn có âm thanh thế tôi cũng không biết nữa a à. lưu diêu lưu diếu trần chấp bước tới vong linh nhắc nhở chờ chút trần chắc chú ý dưới chân hình như là trận pháp chỗ này không đúng lắm chúng ta lên trên xem thử trần chắc lại tỏ ra chẳng chú ý tới lời của nó vong linh đành dụ dỗ nơi này không được bình thường không biết ở bên trên có thể nhận được vũ khí của tín hiệu tinh cầu không nhỉ cậu nghe vậy liền gọi đại mao đi tới nơi cao đó xem thử phía dưới ba người mắt thấy trần chấp bỏ mình lại hoảng sợ gọi nay trần chắc cậu đi đâu thế trời ơi đại sư đừng bỏ lại tôi chứ sư phụ cục trưởng đành phải chấn an hai người còn lại không sao không sao mọi người theo sát tôi thiết bị kiểm tra này không kêu vấn đề sẽ không lớn đâu trần trác đã lên tầng trên vong linh quan sát phán đoán nơi này quả nhiên không bình thường đây chính là đôi mắt hiến tế của ác quỷ tự xưng thần để ác quỷ chấn áp ở trong trận nhãn này không ngừng thông qua việc hút máu người sống để nuôi dưỡng chẳng trách nơi này liên tiếp xảy ra chuyện nhưng mà ở đây sao lại có thứ này chứ đang nghi hoặc thì tiếng chu ái quốc hét lên đồng đồng yêu cứu mạng a hổ Hồ hồn và trần chắc tỏ ra không hề nghe thấy nay chiến hữu của cậu kêu cứu kìa cậu không quản sao nhưng khi tiếng của yêu yêu vang lên sư phụ cứu mạng a học trò yêu dấu của cậu gặp nguy hiểm rồi kìa thì trần chắc lập tức lao xuống như tên bắn có một người bạn như cậu ta quả thật có phúc đúng là trọng sắc hình bạn mà đồ nhi đừng sợ vi phu tới đây nhưng tốc độ của trần chắc quá nhanh mà cậu ta lại không hề biết bay cả cơ thể đang rơi tự do vong linh hoảng hốt không sai chúng ta đây là đi cứu hả à, đại mau ngươi mau đỡ lấy trần chắc phía dưới này ba người đã run rẩy không ngừng ngô bá thông chỉ về phía trước Cục cục trưởng chu hắn hắn là công nhân của tôi hắn là người mà cậu nối với tôi chết vì búa rơi vào đầu sao đúng chính là hắn hắn xuất hiện trong công trường của tôi người chết đầu tiên trước mặt ba người là hình bóng của một tên công nhân mặc đồ đỏ thẫm đang hì hục đập phá mảnh phế liệu lúc trước hắn phụ trách phá rỡ khi nhận cái búa lớn thì nó đột nhiên rơi xuống đang nói thì gã quay mặt lại nhìn ba người móc cái miệng rộng đỏ lòng cười tươi sau đó nâng búa lên lại tự đập vào đầu bản thân cảnh tượng hãi hùng khiến cả ba người đều kinh sợ a à, hắn chính là chết như thế đó yêu yêu run run chỉ cục trưởng cục trưởng phía bên kia còn có một vong hồn bị mắc nửa cái đầu tay chân có vẻ bị gãy ngô bá hét lên a à, lão mã à đây chính là lão mã theo tôi mười mấy năm là công nhân chết thứ hai cậu ấy bị trượt chân ngã chân đều bị đứt gãy rồi xung quanh càng ngày xuất hiện càng nhiều vong hồn ngô bá thông hoảng sợ mà ôm đầu a à, đó là lão vương bị thép đâm xuyên qua người và đột nhiên lên cơn đau tim đột ngột lão thôi yêu yêu quan sát xung quanh ba người họ đã bị bao vây cục trưởng quỷ vật càng lúc càng nhiều rồi cục trưởng ôm thiết bị kiểm tra nghi hoặc nói đây rốt cuộc là chuyện gì à tại sao thiết bị kiểm tra không có phản ứng a à? cục trưởng rút súng ra nói yêu yêu cô dẫn chủ tịch ngô chạy trước đi yêu yêu vỗ vai ngô bá chủ tịch ngô ông không cần sợ hãi mau đứng dậy đi theo tôi gã đã hoảng sợ đến MUC uc nhũn chân chỉ biết kêu la a a à, đừng giết tôi a à? cục trưởng chu cứu tôi với một tiếng ầm vang lên trần chắc gãi gãi đầu mà đứng trước mặt ba người đồng đồng yêu sư phụ người thật sự tới rồi trần chắc vừa thấy yêu yêu đã lập tức giả vờ ngồ lòi đồ nhi đừng sợ vi sư tới cứu con đây những con quỷ xung quanh nhảy bổ tới cậu hà kỳ là này không phải là quỷ thật là quỷ vực vong linh giải thích có một con quỷ lợi dụng sự sợ hãi của ngô bá thông tái hiện lại trạng thái chết của những người đã chết chúng ta phải tìm ra con quỷ đứng sau điều kỳ lạ là đám quỷ vật lại không hề tấn công cậu mà nhảy tới mấy người phía sau hà đám quỷ vật đó sao đều không động tới một cộng lông của trần trác bởi vì sư phụ quá lợi hại rồi trần trác chắp tay đồ nhát gan cảm nhận nỗi đau tột độ của ta đi vong linh nhìn về hướng ba người kia xong con mẹ nó rồi trần trác liền phi thẳng tới trần trác Trần Trần đại sư cậu cậu muốn làm gì? Trần chắc đã đánh ngất Ngô Bá Thông, cậu phủi tay, giải quyết đẹp đẽ, cục trưởng không hiểu gì tức giận quát. Đồng Đồng yêu cậu làm gì chủ tịch Ngô vậy? Yêu yêu thì lại chỉ hướng quỷ vật, cục trưởng ngài xem quỷ vật đều biến mất rồi, nàng phán đoán, hả lẽ nào đám quỷ vật này đều không phải thật, mà chúng có liên quan tới chủ tịch Ngô? Tôi nhớ lúc trong cuộc huấn luyện đã từng giảng qua, có một loại quỷ vực có thể phóng đại nỗi sợ hãi của con người, thể hiện ra bên ngoài. Lẽ nào đây chính là quỷ vực? Cục trưởng cũng nói, xem ra như thế không sai rồi, chờ chờ chút, vậy không phải chứng minh nơi này còn có quỷ vật khác nữa sao vừa dứt lời thì một bóng núp đằng sau bức tường a lên trần chắc lập tức chú ý tiểu quỷ bắt lấy nó tiểu quỷ nhảy lên dùng yêu thuật trói bóng hình đó lại hóa ra là một nữ quỷ vong linh nhìn con cô gái trước mặt nói cô gái này chính là một con quỷ chết cô ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi vừa chết không lâu nên còn rất yếu chắc là trong lúc lăng bạt ở đây bị trận pháp hút vào không thoát ra được ngô bá suy đoán trần đại sư chính là cô ta cô ta đem nỗi sợ trong tôi biến hóa thành cụ thể hóa rồi cục trưởng thì tò mò nhiều hơn nào 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 đừng động đậy, để tôi xem thử cô là quỷ vật cấp nào, hình như không mạnh lắm. Ai ngờ nàng ta bỗng nhiên như phát điên, giật đứt sự trói buộc lao tới Trần Trác. Mọi người hoảng hốt, Đồng Đồng yêu, nàng ta bóp lấy cổ cậu, cậu lại sờ sờ vào tay nàng ta. Thế là phá lên cười như điên, ha 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 nhột quá, nhột quá ha 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 ha, đáng chết mình thế mà lại cười rồi, thật mất mặt quá. Nàng tỏ vẻ đáng sợ, ta cảnh cáo các ngươi mau rời khỏi chỗ này, nếu không đều sẽ phải chết. Ư ừ thì cũng chẳng ai sợ nàng là mấy. Yêu yêu nghi hoặc, cô ấy cảnh cáo chúng ta sao? cục trưởng đáp không không phải chứ nghe ngữ khí giống như đang nói đùa nữ quỷ tức giận ta không có nói đùa mau rời khỏi đây nếu không hắn sẽ tỉnh lại ai ai sẽ tỉnh lại vong linh giải đáp nữ quỷ này bị mắt hiến tế trói buộc vì thế cô ấy có thể cảm nhận được ác quỷ ở đây nữ quỷ bỗng hoảng loạn hức hức ta không thể nói hắn hắn tỉnh lại rồi toi toi rồi các người đều sẽ chết cùng lúc đó trên đầu mọi người xuất hiện một luồng xoáy màu đen trần chắc cẩn thận ác quỷ trong mắt hiến tế chấn áp đã thức tỉnh rồi